xin tự giới thiệu, em là con em, sở trường của em là hát nhạc đám ma nên mọi người hay gọi em là bóng ma. Còn em là con chị, biệt danh là cô bé giỏi hờn. Chiều cao của em là 1m73, số đo ba vòng 90, 60, 90. Quê em ở Long An và đặc biệt em có một cái biệt tài, đó là bán trà đá, cho nên mọi người gọi em là bóng đá. Ủa sao đồng bọn cứ hại nhau hoài vậy ba? Chúng mày đang trong vòng nguy hiểm mà còn làm hết hồn nữa, thiệt luôn á. Sao ổn không? Nãy giờ tao trốn vợ tao muốn chết luôn á. Trời, mỗi lần đi nhậu hay trốn vợ mày khổ ghê. Cái gì vậy? Đau. Bị cái gì? Qua té xe. Trời ơi, đâu biết đâu. Ừ. Trời ơi, mà hồi đó giờ á là... Đau. Cái gì vậy? Qua té xe mà, kỳ ghê. Mày làm gì mình mày bị thương tùm lum. Trời ơi, tao nói mày nghe nè, hồi đó giờ đi nhậu, đi chơi với nhau, bạn bè nói thôi, bạn bè với nhau, có bao giờ mày rủ đi nhậu đâu, nay đòi bao tao nữa vậy? Tại hôm qua tao té xe. Ủa mắc té xe đi nhậu? Té xe mới được đi nhậu. Mày đừng có nói mày lấy tiền thuốc của người ta xong mày đi đem đi nhậu nha. Đúng rồi, hôm qua tao nói với vợ tao là cái đứa mà đụng xe tao xong nó chồng cái dèo, không có tiền thuốc gì hết, bây giờ nó đền cho tao 6,5 triệu. Cái... tiền thuốc của tao vợ tao lo đi nhậu. Cái gì? Anh chào vợ. Chào em. Mới nghe nói cái gì có dính tới tiền. Không, anh nói là tiền thuốc của ba Nguyên là để vợ của ba Nguyên lo. Ê! Cái gì? Ý mình nói má tao hả? Ba mày đang bệnh. Ba anh bệnh hả? Bệnh ba bệnh gì vậy? Liệt dương, bệnh liệt dương. Liệt dương. Liệt dương. Ồ vậy hả? Cho em gửi lời thăm ba anh nha. Cảm ơn em nhiều. Còn ông? Hả? Có giấu giếm tôi gì không? Không, không có. Có không? Không có. Giơ tay lên. Có 10,000 à. 10,000 cũng là tiền. 10,000 có thể mua được một chiếc xe hơi, một căn nhà để sống với vợ bé, có mèo đúng không? Trời ơi, em nghĩ sao 10,000 Việt Nam đồng mà anh có thể làm được nhiều thứ vậy? Mua một tờ giấy số trúng 1,5 tỷ là làm được tất cả. Thật thù. Đi thăm bệnh rồi về nhanh. Trời ơi, cái con vợ mày suy diễn mà nghe muốn suy nhược luôn trời. Nó đi rồi, bây giờ lẹ, tranh thủ đi nhậu lẹ rồi về, lẹ lên. Ê, nhưng mà tao có tiền. Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Một xe như nước trên đường vẫn qua màu, người già thăm đến câu chào nói xuân sao. Phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Lady and gentlemen, xin chào mừng tất cả các bạn đã tới với quán nhậu hai chị em, quán nhậu Tĩnh Làng. Em xin tự giới thiệu, em là con em, sở trường của em là hát nhạc đám ma nên mọi người hay gọi em là bóng ma. Còn em là con chị, biệt danh là cô bé giỏi hờn. Chiều cao của em là 1m73, số đo ba vòng 90, 60, 90. Quê em ở Long An và đặc biệt em có một cái biệt tài, đó là bán trà đá, cho nên mọi người gọi em là bóng đá. Và với hai sở trường trời phú đó, hai đứa em đã quyết định mở quán nhậu. Vô mấy anh chị em ơi. Vô đây. Ở cái quán này có hai chủ quán lạ lùng lắm đi. Ê, quý khách. Dạ em mời anh ngồi. Dạ. Đau. Đụng vô vai đau quá anh. Ừ. Đụng đây có đau. Ê, đau. Em có thể anh đụng tất cả trừ cái lưng của anh, sự sống còn của anh nằm ở đó nha. Rồi dạ, bây giờ ở đây có món gì ngon nhất? Có gì ngon không? Dạ đây có em rất là nhiều món ngon. Hải sản tươi xanh. Dạ, rau sống tươi xanh. Heo tai xanh. Ê, hey. Đi điên hả? Ý em là cái tai heo em đặt trên lớp rau sống màu xanh nhưng một em gọi là heo tai xanh. Thôi bây giờ mang hết cho anh những cái món gì ngon nhất vào một thùng bia, lẹ lên ha. Dạ rồi, vô chuẩn bị đồ đi cơn. Dạ, tới liền. Bữa nay nhậu cho hoành tráng. Ê, gì? Mày nghĩ sao vậy? Hả? Mày chắc mày có tiền trả không? Yên tâm. Mày kêu chứ tao là không có tiền rồi đó. Cái gì? Không có tiền à? Không có tiền mà dám vô quán nhậu à?
Chuyện bóp là chuyện bình thường, anh không xài bóp. Ở trên người anh chỗ nào có vết thương chỗ đó có tiền nha. Nhưng mà anh ơi, tại sao tờ tiền của anh nó lại có máu nè? Đồng tiền xương máu của anh đó em. Bây giờ ở trong quán này là cái quán nhậu tĩnh lặng. Cuộc đời anh thích cái gì tĩnh lặng, chứ ở nhà con vợ anh nó ồn lắm rồi nha. Dạ. Anh muốn bao trọn cái quán này, em nói anh không có tiền hả? Nè cái bàn bên này, cái bàn bên kia luôn nha. Bây giờ tôi bao trọn quán, tôi yêu cầu mấy bạn đi qua chỗ khác nhậu nha. Cái gì? Ba đâu có tưởng mày là đứa nào? Mày đứa nào mà vô đây mày phá quán đúng không? Mày mời hết khách của tao rồi, mai mốt khách ra đâu mà tao bán hả? Tôi trả hết hai cái bàn này. Chưa hết, tôi còn bo thêm cho mỗi người 200 ngàn, rồi cầm đi qua quán khác nhậu cho tôi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Không, anh bo cho hai người mấy người này chứ anh không bo cho em. Em vẫn cảm ơn anh ạ. Anh đã nói anh bo cho những người này, không bo cho em. Tại mấy đứa này là nhân viên quán ế quá, em bắt chúng nó ngồi để người ta không biết là quán ế. Trời ơi anh... Mày chơi ngu hả con? Lỡ bo rồi mình đại gia mà. Dạ sao điều mấy mà rồi sao? Ok, bây giờ nghe, anh tuyên bố với tất cả tụi em, anh không có muốn ngồi nhậu mà anh muốn ăn nằm. Cái gì? Trời đất ơi, tôi bán rồi chứ tôi không có bán thân nghe chưa trời. Tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện đó. Má ơi má. Bớt giùm nghe, cỡ má là chỉ có đi bán thận thôi chứ bán thân là không ai mua nha. Ở đây tôi nói ăn nhậu như đế vương, ăn nằm như đế vương. Hả? Ăn nằm đế như vương hả? Ôi. Ăn nằm như đế vương là con chó nghe. À, ý của anh là anh muốn anh ăn nằm như đế vương, đế vương, đế vương. À, ăn nằm như đế vương dễ quá mà. Muốn đế vương có đế vương. Anh còn muốn thêm văn nghệ nữa. Muốn văn nghệ có văn nghệ. Mấy đứa lên. Đó, như vậy anh chịu nè. Ôi, dữ vậy. Bưng con tiện tì này ra chém. Ủa mắc gì chém em anh? Anh đã nói với em rồi, cuộc đời của anh thích tĩnh lặng, con vợ của anh ở nhà nó ồn lắm. Anh vào quán tĩnh lặng là để kiếm không gian tĩnh lặng, một không gian thật vô thường. À đi mấy đứa đi. Vô thường là sở trường của em. Tấu nhạc. Trời ơi, cái gì vậy hả? Mày trời ơi sao? Mày bỏ tiền cho tao ăn đồ cúng là sao hả? Từ từ tránh ra, cái gì hạ quyệt hả? Hạ quyệt con mẹ này. Em hạ quyệt con mẹ này liền. Đưa con mộng biển này về biển, lẹ lên. Cái quán của em là một cái quán cực kỳ phức tạp. Anh vào đây là anh tìm không gian tĩnh lặng mà quán của em nó biến thái quá. Bây giờ tính tiền đi, anh đi về. Rồi, qua quán khác nhậu. Chị ơi, tính tiền chị ơi. Tính tiền hả em? Dạ. Rồi, tính tiền. Dạ. Nhiều. Chủ văn nghệ mệt quá. Dạ, tổng cộng là 5 triệu. 5 triệu. Ở trong đây nè, còn 6 triệu rưỡi nè. Mày lột ra mày đưa cho tao tao. Lột ra. Lột đi anh. Rồi, xong. Đó, đưa tiền cho người ta đi, đau quá. Nghĩa là 6 triệu rưỡi hả? Không, cái nào lột. Đưa. Làm miếng 3 triệu 2 năm chục quá hả? Cái gì? Mấy đứa không có tiền kìa. Trời ơi, đang có tiền rồi chị. 83 triệu đi. Hả? Trời. 83 triệu điện là cái gì? Muốn biết cái gì? Xem đi rồi biết. Món thứ nhất, mái tóc người
thương cạo đầu bôi vôi. Em chọn món hai. Món thứ hai, hàm răng trăng buốt bẻ răng còn nú. Em gọi món ba. Ê, cái này em chơi được nè, cái này chơi được nè, hai trái banh lông. Hai trái này em xoay được, còn không đánh nấm làng được. Ừ, em chọn cái này, em chọn cái này. Hình tượng đi. Dạ, thì cái này là hai trái banh, hai trái banh. Em đê đầu em lại hai chị. Chị ơi, vợ em chưa có con mà bây giờ anh cầm hai trái bóng bàn này như nến vậy. Nến này, mày nến liền. Nghĩ gì trong đầu, nghĩ cái gì trong đầu, nghĩ bày bà trong đầu, tát chết nha. Giật cái khăn ra, nói cho nó biết. Ê, ui dạ. Quen không? Ba 5 triệu đúng không? Bài đặt dán vô bông băng đồ ha. Nè, nhớ nghe chưa? Đừng bao giờ giấu giếm tôi nghe không? Các em Hà Huyền ơi! Trời ơi! Trời ơi! Vợ ơi! Vợ ơi! Đừng Hà Huyền anh quá thật vợ ơi! Và bây giờ thì ý kiến của chị Việt Hương như thế nào ạ? Trời ơi, các bạn biết không? Các bạn mướn đâu được ấy. Dương Thanh Vàng, Mạc Văn Khoa. Trời ơi, cái quán nào mà nó chứa chấp hai đứa em thiệt á. Cũng thiết được. Mà chị cưng nhất lúc là múa đó, hai bà ra hai cái quần sa ten trắng tới cưng dễ sợ luôn á. Chăm chỉnh chu mà kỹ càng từng chi tiết. Đến khi mà em vô, chị biết chắc đó là em. Nhưng mà em thay từng đôi dài luôn. Chị để ý là hồi nãy mang đôi dài màu trắng, gót gỗ, em ra em lấy tiền. Khi em thay một cái đồ, em thay luôn đôi dài để người ta không đoán ra. Tôi thiệt các bạn, đây là một cái tiết mục đi diễn để bán vé. Chúng có thi cử vậy trơn rồi á. Đây nè, ảnh mê nãy giờ nè. Anh thì... nói là anh ước ao lấy được Mạc Văn Khoa với Dương Thanh Vàng. Hôm nay tôi nói là cái nhóm ngũ sắc thực sự là xuất sắc cái gì. Nhưng mà vẫn đứng sau các bạn một chút xíu. Mạc Văn Khoa tôi nói trước. Thì bạn nhắc nhờ tôi đến một cái loại rau cải mà gọi là cải quý đó, quý cái đó. Quý cái. Theo tôi nhắc lại một lần nữa, đây là cái màn diễn xuất sắc nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Điều thích còn chân thành, bạn nghĩ sao? Nãy giờ đang tụt huyết áp. Coi xong hai con này nó giống như hai cái con hát bạch vô thường âm dương chứ địa ngục nó trồi lên. Em là cái trời ơi thiệt á, giống như trời ban tụi em xuống đây vậy thiệt á. Tụi em là yêu nghiệt. Trời ơi, bà Dương Thanh Vàng bữa nay bà ra bà còn đi mũi cứng mà đi cái chân trời ơi vậy. Rồi đẩy bà vô, bưng bà vô là bà hình bà chân, bà làm bà quạt chân, bà đứng đứng hình bà đứng, bà ra bà đứng thế một thôi chứ. Cái tư duy hài của các bạn quá tốt. Các bạn làm cho người ta sôi nổi liên tục trong vòng mười mấy phút với một cái chủ đề thực sự ra nó không có cái gì để nói đó. Bữa nay nếu các đội kia là xuất sắc, xui cho họ, các bạn xuất thần. Nhưng mà quan trọng là kịch bản mình có tốt, mình dặn dựng có tốt đi nữa. Hỗ trợ của diễn viên. Tại sao em nghĩ được hai cái con bằng nhau, mà nó ốm như nhau, mà nó ghê gớm, mà nó khủng khiếp. Mà chị coi, chị quay qua, chị nhìn nó da gà của Thành nó nổi lên từng đợt vậy nè em. Làm sao giờ tôi làm sao có cách nào mà tôi mang hai bạn ta về nhà tôi làm niềm vui ta. Và bây giờ giám khảo Trấn Thành, giám khảo Việt Hương cũng 10 điểm. Và bây giờ là điểm số của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. 10 nha. 10. 10. Và bây giờ là số điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta dành cho đội Xém Cười. 9.9. Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ,
Ngôi làng được mệnh danh là ngôi làng Lô Tô. Tại đây, những người dân ăn cũng kêu Lô Tô, ngủ cũng kêu Lô Tô, chào nhau cũng bằng Lô Tô. Và điều đặc biệt, tất cả những người dân ở đây, họ sống với nhau rất rất hiền hòa. Tụi mày đứng lại! Đứng lại! Mày đừng không chạy thoát! Bắt nó lại cho tao! Nhanh lên! Mượn cái anh đi ra chút hai đi, chỗ tôi đang bán mà. Chẳng chừa quá cho 20 nè. Thằng Ba Tinh, mày đừng không chạy thoát nha mày. Đứng lại. Ê, cho núp đi coi. Mỗi thằng mộ đi. Mỗi thằng một chỗ. Ôi là trời. Ê, cho mượn cái bộ gà anh ơi, anh ơi. Tụi quay trả tiền cho tao. Hả? 7 ngàn. Đâu rồi. Tụi nó đâu rồi, thấy không? Mới đây nè. Tụi nó trốn hay ha. Thiếu tiền tao. Ê mày, thấy sao mèo đâu không? Nó đây nè. Vậy hả? Ê mày. Hỏi cái. Mày phải sáo mèo không? Ở đây, em không phải sáo mèo anh ơi. Nhưng mày sáo gì? Dạ, em thấy sáo trời mưa anh ơi. À. Ủa chứ thằng Ba Tình đâu ta? Ba Tình bên kia anh ơi. Bên kia hả? Ê! Mày phải Ba Tình không? Không phải, em là Phong Ba Tình đời anh ơi. Ủa sao kỳ vậy ta? Mới thấy nó ở đây nè. Ha, tụi mày giỏi lắm. Trốn tao cho kỹ nha. Tao biết tụi mày trốn gần đây chứ không có xa đâu. Bắt được tụi mày biết tay tao. Đi! Tao mày núp kỹ ghê, núp gì mà nó không thấy luôn mày. Thấy thiệt. Thôi thiệt luôn á. Ê, cái gì? Giờ nó dí quá, giờ sao đây? Bây giờ ai bị mắc nợ nó làm chi? Tao đâu có muốn mắc nợ đâu. Cũng mày không đó. Tao làm sao? Bản thân mày đây làm ăn đàng hoàng, tự nhiên mắc nợ nó chi vậy? Tao khổ lắm. Tại sao mày khổ? Tao mắc nợ nó, tao khổ. Mà tại sao phải mắc nợ nó? Tại vì mày nợ như thế nào? Tao nợ. Mày nợ như thế nào? Anh còn nợ em. Công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đồ chiêu em. À hả? Anh còn nợ em, dòng xưa bên cũ. Ghê vậy? Dòng xưa bên cũ. Nợ bao nhiêu? Tao nợ mấy chục củ luôn á. Wow. Quá thiệt. Dữ vậy sao? Dữ lắm. Mà tại sao nợ mấy chục củ dữ vậy? Quen ghệ. Con ghệ? Bào quá. Nó bào sao? Bào tới xương luôn. Không có tiền. Đi mượn 7 giờ qua. Bây giờ lời lãi mấy chục củ. Mày ngu quá, mượn tiền nó chứ không biết à. Còn mày nữa, không lo làm ăn, lo ăn chơi. Không phải, tao mượn tiền nó để tao trả thôi mà. Tao mày trả cái gì? Tao trả cho người ta thôi mà. Mày trả ai? Trả hết cho người. Trả luôn mắt môi nụ cười. Trả xong đời còn hư không. Mày trả ai? Trả cho bệnh viện thẩm mỹ. Ủa sao tự nhiên bệnh viện thẩm mỹ là sao cho mắt mù? Cũng tại con ghệ tao. Tại sao lại con ghệ mày? Mày làm sắc đẹp. Ừ. Người ta nó xin tiền sửa thì chưa. Ừ. Là nó chỉ sửa là sửa cái nú cái lợi thôi. Cái nú sửa đâu có nhiêu tiền. Thế nói vậy nhưng mà ngay cái thời điểm đó bệnh viện thẩm mỹ có gói combo là sửa luôn mắt môi nụ cười nữa. Ồ. Trả luôn mắt môi nụ cười gì? Mắt môi nụ cười cho tốn một mớ nữa. Một mớ luôn. Làm sao tiền nó ra để trả? Đúng, chính vậy mới mượn tiền 7 nhà khoa. Vậy đó. Mặc chưa cái nó khờ quá. Nó khờ là sao nè? Ví dụ nó người ta đi ra nó cái bệnh viện nó có tặng thêm là một trái bắp nữa. Trời ơi, cái có như có combo tặng kèm vậy đó. Trời ơi, trời ơi, nhà khoa mà tặng thêm trái bắp nữa. Nó khờ nhiều cái ngộ nghĩnh lắm. Thì nè, thí dụ bây giờ mày lại lặn ghệ tao đi. Tao ghệ mày. Trời, mới vừa làm xong cười cái đi. Đó. Cái mặt nó là mới làm răng xong y chang vậy luôn. Sau đó người ta đưa trái bắp, ý là để là răng đều như bắp. Đúng không? Đúng rồi. Nó không biết. Sao vậy? Nó cạp trái bắp luôn. Trời ơi. Nó cạp trái bắp luôn. Sao ham ăn vậy? Nhưng mà hay cái đều như bắp luôn. Trời ơi, quá xuất sắc rồi, đều như bắp luôn là đúng rồi. Ừ, mà là bắp thôi. Còn răng đâu? Rớt rồi. Răng xong rớt xuống luôn. Sao này làm ẩu vậy ta? Mà thấy tội quá, thấy uổng nữa. Tao với ghệ mới lui cui gom lại, gom găng với bắp lại luôn. Gom lại hả? Sau đó đi về xào xáo ớt. Hai chồng ăn chung hả? Ăn chung. Thấy thương lắm. Thấy thương lắm luôn. Thôi bây giờ đừng nói nhiều nữa. Bây giờ nè, tao với mày lỡ lầm quá rồi. Bây giờ gì cũng ghệ mà mượn tiền. Quá lỡ lầm. Phải. Chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Đi trốn. Khoan đâu. Sao vậy?
khi đi trốn, mày có thể cho tao làm một chuyện quan trọng được không? Tao với mày là anh em mà, có chuyện gì tao giúp mày được mà. Mày giúp được chứ? Giúp được, đúng. Trước khi đi trốn, mày cho tao đi chợ cái đi. Cái gì vậy? Tao đang đi trốn, đi chợ làm chi? Mày khờ. Tao đi chợ mày biết tao làm gì không? Làm cái gì? Mua mắm, mua muối. Mua mắm. Trước khi đi trốn, mụ nấu cơm chiên Dương Châu hả? Mua mắm, mua muối. Mày đi, không có nấu cơm chiên Dương Châu. Chứ mua mắm, mua muối làm gì? Dỗ cha chú mèo. Ê, cái này là cái thời gian mình đi trốn, bớt xàm xí lại. Cái hồi ta còn học trò là cái này, là cái câu là chú chuột chợ xăm mắm muối dỗ cha chú mèo, đúng không? Mày khờ. Tao tên gì? Sáu Mèo. Dỗ cha chú mèo không phải dỗ ba tao hả? Ồ, đúng rồi. Thôi bây giờ nè, cái cớ đó chứ bộ. Tình thế rất là cấp bách, bây giờ mình đi trốn liền đi. Trên đường đi mình dỗ cha của mày luôn. Đúng. Hay quá, trước khi đi trốn chúng ngươi là trong thời gian mình đi trốn, tao rải muối gạo ba tao đi theo tao, đúng không? Ừ, hơi cực chút xíu, nhưng mà mình có hiếu. Đúng. Đi trốn. Đứng lại. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Trời con xe anh chở em trong tràn, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh. Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức. Giờ nào mà khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai dạng đường. Ôi những thứ chán chường không tèo nào hào hối. Mình rơi thần phi. Tao không giỡn tụi mày nghe. Thiếu tiền tao, rồi tụi mày tính đi đâu? Đi trốn. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Trời con xe anh chở em trong tràn, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh. Mình ngủ một ruộng. Tao giỡn mặt tụi mày hả? Tại anh. Tao ra hỏi vậy tất nhiên tao trả lời vậy rồi. Đúng rồi, sao lan tao được? Tao nhảy bị liệu hai chữ đó. Tao nhảy mệnh chết. Tao hỏi hai đứa bay một lần nữa. Hai đứa bay định đi đi đâu đó xa xa đúng không? Rồi hết nhảy luôn. Hay quá. Ôi, vậy sao nhảy được nữa? Sửa thoại tao hết nhảy luôn. Hết luôn đó nha. Ừ. Mà đi xa xa đi đâu vậy anh? Đi trốn. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Trời con xe anh chở em trong tràn, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh. Thôi 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 thôi. Bữa nay tụi bay không có tiền trả cho tao. Tao xử hai đứa bay một lượt. Anh ơi thông cảm anh ơi, thực sự ăn gậy em nó mượn nợ hơi lố. Em đứng ra em gánh cho nó thôi. Không anh cho tụi em đi làm ăn, tụi em kiếm tiền tụi em trả cho anh. Đúng rồi, làm ăn trả tiền cho anh được không anh? Làm cái gì tụi bay đi trốn mà kiếm tiền trả tao? Trời ơi trời, tụi em hát lô tô rất giỏi. Cái làng này là cái làng lô tô, tụi em hát lô tô rất giỏi. Đúng rồi. Em đi hát kiếm tiền trả cho anh. Là tụi bay đi hát lô tô kiếm tiền trả cho tao. Đúng, dạ, rồi. Đúng rồi. Sao mà được? Được. Không được. Ở đâu cho cái kiểu đó? Có. Ở đâu? Trên thành phố đó có một chương trình tên là Lô Tô Show. Đúng. Tham gia nó có tiền thưởng nhiều lắm luôn luôn. Mà cái đó là ở đâu vậy ta? Chính xác là ở đâu? Ba năm B vẫn muốn lão á. Nghe lão quá vậy ta? Nó gần gần á. Ấy gì cho tao tham gia chứ. Thôi bậy khùng. Cái gì chứ này không có được. Sao kỳ vậy? Chứ nghĩ coi chủ nợ chơi chung con nợ sao bền được. Ừ. Chơi ghét nhau rồi chủ nợ ghét coi thường, mượn tiền không cho nữa. Xóa nợ được không? Chơi vui đâu. Nhưng mà phải cho tao vô nhóm. Mà biết hát không mới được. Giỡn hoài, hỏi này coi gì đó. Anh Bảy, trong đây có số này anh Bảy. Không phải, tao đang nói, tao chưa nói hết. Ngày chưa có gì cả. Bình tĩnh lắm. Chưa đâu. Ở cái xóm này hồi xưa là tao hát solo tô số 1 luôn á. Solo số tô lỗ 1. Solo, ok. Nó ghét nhiều cái quá. Hay lắm. Bây giờ mình thử đi, bây giờ mình kiếm con số rồi mình hát coi thử cái tài lô tô của anh sao. Đúng rồi, con số gì, con phải con số gì đó. Dễ. Trong đây có số nè anh Bảy, số nợ của mấy ổng nè. Đây nè. Số nợ của tụi bay ở trong đây. Chỉ cần hát đúng con số trong đây tao xóa nợ. Thiệt không? Bây giờ chơi không? Chơi. Chơi. Vô. Làm trước đi em cho sơn đi. Lên. Số gì ra? Số gì đây? Con số gì đây? Số gì đây? Con số gì đây? Số gì đây? Lắng lặng mà nghe tôi kêu cờ ra. Cờ ra con mấy gì đây? Mấy gì đây? Mấy gì đây? Nhất trai làng anh công tử giao sang. Nhất gái quê em cũng hôn toàn. Nhà anh có ruộng cỏ bay thẳng ngang. Nhà em có vườn trái cây rất bạch. Hay quá! Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài 42. Ôi! Hay quá đi! Số gì ra. Hay! Hôm qua em đi chùa Hương. Hát cho con mới xưa. Cùng thầy mẹ vấn đầu mà soi gương.
nhỏ nhỏ cái đuôi gà cao. Gà cao em đeo cái vải im đào, quần lanh áo the mới, tay em cầm chiếc ngọn quai thao, chân em đi đôi guốc cao cao. Chưa có số luôn, chưa có số luôn. Đò đi qua bến đục hoa, mọi người ngắm nhìn em. Rồi sao? Thẹn thùng em không nói. Nói gì nè? Em bây giờ với tuổi 15 con. Rồi à, hay. Con người là số gì đã? Số gì đã? Số gì đã? Số gì đã? Ra mà con mấy, con mấy gì ra, con mấy gì ra. Từ nơi tiếng ai về ta thăm Quý Phi. Quý Phi nàng ở đâu rồi, sao không tiếp nghìn để ta đừng chờ ta mỗi lần. Mỗi lần quá. Thôi thôi mày im đi. Không. Thôi thôi mày im đi. Không. Duyên ta đành dương mang, duyên ta đành lỡ thôi, ta đành cầm con hòa tám. 38 38 38 số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì đây, số gì ra. Hay đến với nhau đêm này. Hãy cất tiếng ca cho đời vơi say. Yo! Đưa đồ ra. Hãy đến với nhau đêm này. Còn 57. Còn 57 rồi cờ ra. Còn mấy, còn mấy cờ ra. Mấy cờ ra. Anh em ơi! Lên tàu! Lên! Đi dòng Việt Nam theo anh con tàu quay. Qua đèo Hải Vân máy bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối. Mà lòng ta mưa tàu qua núi cao 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 lá cờ cao. Còn số sao? Hay! Còn số sao? Kính rồi! Kính rồi! Ơi, kính rồi! Kính rồi kia! Ôi chết rồi! Kính rồi! Vòng qua đâu? Vòng qua đâu? Quán muốn rồi! Mặc dù qua hát trời hay quá! Vẫn kính á! Hay quá! Hay quá! Hay quá! Bây giờ hay quá! Ừ! Bây giờ mình phải thi thôi! Nhớ ai quên! Cái gì? Mình phải đặt tên cho nhóm mình! Tên nhóm hả? Hình nhóm? Đúng! Biết tên nhóm là gì đâu! Suy nghĩ đi! Suy nghĩ đi mấy men! Suy nghĩ đi! Hay! Hay! Men! Hay! Hay! Men! Hay! Hay! Men! Biết rồi! Nhóm hả? Tụi mình sẽ có tên là... Hay Men! Ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến. Rồi chung kết rồi! Rồi chung kết rồi! Quán quên rồi! Đam mê tiền. Con tim đã lỡ trao cho tiền. Ta vui sướng ôi ngất ngây. Vì chẳng có ai giàu bằng. Rất may như chén chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn. Lần thân bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Trời, gì trời. Gì vậy? Rung như cày sấy hả? Diễn ngoại hình hả bà nội? Ngưng liền. Tôi nói bà nghe, tim bà tật nguyền gì? Tim bà tật nguyền làm sao thì vô bệnh viện chạy tim chạy thận ha. Không có mượn bước ra đây cắt cái lời hát của tôi. Còn mấy đứa này nữa, quá đáng rồi mấy đứa này. Tao trả tiền tụi bay ra đây là nhảy tưng tao lên hiểu không? Nâng tao lên trên 9 tầng mây. Chứ không phải bước ra đây hả? Trù dập tôi hả? Làm cho tôi rớt xuống đất nè, quê ghê sợ không? Cái gì? Cái mặt này là sao? Khi dễ tôi hả? Tưởng tôi không biết nhảy hả?
Ôi trời ơi, làm nha, mướn ra nhảy thôi chứ tôi cũng biết nhảy. Nhảy cho coi nè, nha. Hey. Ủa, tôi nhảy xấu thì từ từ góp ý, nhảy đẹp chứ làm gì đâu, dè biểu quá chừng. Nè, còn một người đàn bà gan dạ ở lại đây. Chào chị nữ địa chủ. Chào anh nam đại gia. Tự nhiên ăn ở không á, giàu có ở nhà hưởng thụ đi không chịu. Mời tôi tới đây làm gì đây? Để thi đấu. Thi đấu? Thi gì? Thi vào xuyên Việt. Kính thưa quý vị, cuộc thi này tổ chức ra để xem coi ai là người có một cái trí thông minh. Tại vì cuộc thi này là một cuộc thi có một thể lệ rất là khó khăn thưa quý vị. Khó dữ lắm hả? Khó dữ lắm. Lại nói nghe coi. Thể lệ chính là ai giàu hơn thì thắng. Ủa hết hả? Hết rồi, hai đứa mình thi với nhau đi. Thi. Tôi nói cho ông biết, năm nay tôi thắng chắc. Tại sao? Tôi đã đi coi thầy bói rồi. Vừa bước tới cửa, thầy bói sỉ thẳng vô mặt tôi nói rằng: con yên tâm đi, năm nay con đánh đâu thắng đó, bởi vì năm nay con sao thái bạch. Là xui đó mà. Trời đất ơi, sao thái bạch là xui đó bà nội ha. Sao thái bạch kỵ màu trắng ha, mà bận đồ trắng từ đầu tới chân vậy? Tôi nói bà nghe là bà xui tận mạng. Sao thái bạch kỵ màu trắng dữ lắm, bà hiểu không? Dạ. Bây giờ bà còn trong nhà tôi, bà còn đỡ. Chết rồi. Một hồi bà bước chân ra khỏi nhà tôi ha, xe tải từ xa chạy một cái vèo, cái sình văng lên dơ bộ đồ trắng của bà. Vô duyên hả? Tôi nói lộn. Thầy bói chỉ thẳng vào mặt tôi nói rằng: con yên tâm đi con, năm nay con thắng chắc, bởi vì năm nay con sao thái dương. Cười. Ôi trời đất ơi, sao thái dương mà làm thấy ghê mấy đứa. Trời đất ơi bà ơi, tôi nói cho bà nghe, trước khi thi đấu với bà tôi cũng đã coi thầy bói rồi. Thầy bói cũng nhìn thẳng vô mặt tôi và phán một câu rằng: con yên tâm, năm nay con bách phát bách trúng, bởi vì năm nay con sao thái lan. Không xàm sẽ thi chương trình Cười Xuyên Việt bà nội. Dạ có thi không? Thi đi. À. Bây giờ tôi nói cho chị nghe được. Bây giờ tôi nói. Lên ngồi luôn đi, làm tôi luôn đi, trời đất ơi, em đâu tôi ngồi luôn nè. Cái này là đệ tử tôi sao đuổi luôn vậy trời? Đuổi đi cho trống sân khấu dễ diễn bà ơi. Rồi giờ sao? Thi đấu đi. Vật phẩm đầu tiên mang ra đây. Đây là thứ tôi sẽ thách thức ông. Tôi thách ông một chiếc chìa khóa. Có một chiếc chìa khóa mà làm thấy ghê. Tôi nói bà nghe đây. Một chùm ha chị. Thắng rồi. Làm gì vậy? Hả? Tính đi làm bảo vệ tòa nhà hả? Bà thách tôi một chiếc chìa khóa, bây giờ tôi có cả chùm là tôi ăn bà. Ông có điên không? Tôi thách ông một chiếc chìa khóa có nghĩa là chiếc chìa khóa này nó đại diện cho một chiếc siêu xe độc nhất vô nhị có 102. Hiểu lầm thôi mà làm thấy ghê. Có một chiếc siêu xe thôi mà. Khoan hãy vội mừng, tôi đây nè, tôi có cả một cái siêu thị. Chào mừng các bạn đến với chuỗi siêu thị Đại Gia gồm 1,275 siêu thị trải tràn quốc gia. Chuỗi siêu thị Đại Gia luôn muốn chăm sóc khách hàng của mình được tốt nhất với phương châm càng mua càng tốn tiền ráng chịu. Là một chuỗi trung tâm phức hợp với nhiều tiện ích hoàn hảo dành cho gia đình, như trung tâm mua sắm đồ ăn, đồ uống, đồ này nọ kia linh tinh. Cái gì bạn cần, cái đó chúng tôi không có. Trung tâm chăm sóc sắc đẹp với nguyên liệu nhập khẩu hoàn toàn từ Lào Cai. Khu nhà ăn thích hợp bãi biển, giúp cho bạn thoải mái hơn trong việc vừa ăn vừa tắm biển. Khu vui chơi dành riêng cho cả gia đình. Hãy đến và cùng nằm dài trên sàn một cách vô nghĩ như chúng tôi. Nếu như chúng tôi, các bạn sẽ được trải nghiệm một phong cách mua sắm tử tế và đàng hoàng. Đây, khách hàng tử tế, Hiểu lầm. Cái đó là hả, đối tác đó, người ta ganh tị tôi, người ta gài cho người ta hại tôi, hiểu không? Nhưng mà nó nghe, thấy rồi đó. Cả một cái chuỗi đại siêu thị của tôi thì chắc chắn là hơn cái chiếc siêu xe của bà rồi chứ gì bà. Nè, thua tâm phục khẩu phục chưa?
À, vậy là tôi đã thắng rồi. Thắng rồi mấy đứa ơi. Thắng rồi. Thắng rồi. Yeah. Đi vô. Nè nè, tôi nói cho ông biết, chưa có đâu nha. Mới có vòng 1 thôi mà. Thi tiếp vòng 2. Thi vòng 2 đi. Đem vật phẩm thứ 2 ra đây. Trời đất ơi trời. Tự nhiên thi vật phẩm mà đem con mẹ ăn mày rách nát vô đây chiên vậy? Tôi mới lụm được bả trên đường tới đây đó. Rồi sao? Tôi xin giới thiệu với ông, người đàn bà này chính là vật phẩm thứ 2. Thi của là bình thường. Bây giờ thi lấy của mình cho người, ai cho nhiều hơn thằng đó thắng, chơi không? Thi trước đi. Bác ơi. Dạ con dắt bác tới đây chắc có bác mệt hả bác? Dạ con cho bác 10 triệu. Rồi, mới vô mà phá giá vậy bà nội. Hết. À bác ơi. 20 triệu. Bác ơi, con cho bác luôn 50 triệu. Dạ 50 triệu. Lẹ đi. Dạ bác. 51.275.800 đồng. Hả? Cho mà cho lẻ tẻ vậy. Miễn hơn bà là tôi vui rồi. Dạ bác ơi, con không còn nhiêu hết á. Đổ hết cái vỏ con ra chắc còn được tiền mặt tầm 2 tỷ đó bác. Dạ. 2 tỷ. Bà có bị điên không? Có không? Thôi vậy, bác ơi con nói bác nghe. Tại vì con gia đình quyền quý á, không có thói quen mà xài tiền mặt mà để trong nhà, nguy hiểm với lắm, trộm cướp bây giờ ghê gớm lắm bác. Cho nên là con gửi ngân hàng hết rồi. Bây giờ không có tiền mặt ở nhà. Thôi đây, bác ơi, đây chiếc nhẫn hộp xoàng này nè bác, là đá đỏ ruby Ai Cập 1.000 năm tuổi, trị giá 2 tỷ nha bác, có thêm 15.000 tiền công nữa là hơn mẹ kia. Tôi nói cho ông biết, bậy rồi, không có thi hiện vật, tôi thi là tôi thi tiền mặt. Trời đất ơi, bà giảm quan cái này. Cô, nè, cô, cho bác. Bà nói gì nói lại coi. Tôi thi tiền mặt. Bà thi tiền mặt. Cô. Gì? Thi tiền mặt hả? Đúng rồi. Ai giao? Tôi giao. Bà giao hồi nào? Mới giao. Mới giao bàn sao mới có. Ở đâu ra? Hồi đó chơi nhảy dây cái luật nó là vậy đó bà. Đi về nhà cho nhảy dây. Đi đá bạn đi. Sam. Không sao, thi chương trình Cười Xuyên Việt bà nói. Rồi sao? Cô cậu ơi, sao tự nhiên cô cậu đưa tôi ra đây rồi cái cho tôi nhiều tiền quá vậy? Có nhờ làm cái gì không? Có. Nhờ bà đi xài hết đi cho tôi đi. Rồi đi hưởng thụ đi. Đem cho gia đình bà đi. Cô cậu ơi, tôi sống con mình à, không ấy mình nhận bà con được không? Mình về một nhà mình ở chung nha. No. Trời đất ơi, sợ quá. Nghe cái phát khiếp. Trời ơi bà ơi, nghĩ sao vậy? Cái gia đình tôi giàu vậy nè. Thấy không? Bà bước vô cái là tôi thấy dơ rồi. Nghĩ sao về một nhà với tôi? Tôi trầy ra cho dơ đầy nhà hay gì? Trời đất ơi, không ai nhận bà con với bà hết cái thứ rẻ rách như bà. Tôi nói bà nghe nha. Trời ơi, cái mặt bà có cái gì ghê quá vậy? Đi đi, đuổi bà ra khỏi đây. Đuổi đi liền. Tôi chỉ muốn nhận bà. Đi đi. Cậu ơi. Thôi, đừng có lằng ngoằng với bà già nữa. Tôi hỏi nè, bây giờ sao có tiền mặt không? Không có thì thua. Không có đúng không? Vậy là ông đã thua. Làm gì vậy? Tôi đang sức dầu gió kim hiệu bảy con cuốn chiếu liếu ríu qua vàng trên cỏ xanh, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ôi chết rồi, mấy con cuốn chiếu đã lộn cổ xuống ao rồi. Đi cứu nó thôi mấy đứa ơi, đi cứu. Ê, đứng lại đừng có buông miếng xàm bỏ chạy hả? Hả? Đấu không lợi rồi tính buông miếng xàm rồi bỏ vô luôn hả? Đi ra đây, ra đây. Tôi nói cho ông biết hay chưa? Cái bản tính xàm là bản tính trước giờ của ông rồi. Đi đâu ông cũng xàm, ông làm cái gì ông cũng xàm, đừng có đổ thừa chương trình người ta, nghe không? Tôi nói cho ông biết bây giờ sao? Chịu thua chưa? Thua rồi đúng không? Thua thì thua, còn một vòng nữa mà tôi sợ bà hả? Rồi, đem vật phẩm thứ 3 ra đây. Trời đất ơi, con mẹ này hết lôi rác trong nhà tôi. Bây giờ động cái nhà tôi như cái động cô hồn hay gì? Vô đây vậy cha? Vô đi dập chiều chi vậy cha nội? Ai lôi vô đây? Người của bà nè. Nghĩ sao trời? Trong bên tôi, người tôi có ông này đâu. Này đâu ra vậy? Ủa đi cái hướng bên bà ra mẹ. Ê bộ đi hướng bên này ra người của tôi hả? Ủa không phải hướng bên bà, không phải hướng bên tôi thì phải tách cái màn hình led đi ra chứ cha. Sao không tách ra để người ta gây lộn ở đây vậy trời? Rồi cha già này là cuối cùng là ai vậy? Ai? Trời đất ơi, cha này gan quá. Cha là ai mà cha bước vô đây cha tát tôi? Ta là Phút. Xin lỗi, ý ta nói ta là ông bộ.
Tự nhiên thời buổi hiện đại bước vô đây kêu ông Bụt cái tôi tin liền hả trời. Gì đâu mà dễ dãi quá vậy cha. Cha làm nghệ thuật cha dễ dãi quá hà. Bây giờ làm cái gì cho tôi tin đi chứ trời. Được, ngươi xem đây. Hồ Biên. Có nghĩ gì đâu cha. Tôi làm cho ông hay, ông tưởng ông vui á. Hồ Biên. Ông ơi, làm ơn thả tôi ra đi, Ngươi tin rồi phải không? Tin rồi. Hồ Biên. Ôi trời đất con ơi. Bà ơi bà. Gì? Ông là ông Bụt thiệt. Ông Bụt thiệt. Ông tới đây làm gì vậy ông Bụt? Mày nhảy trong họng đâu mày nói luôn đi. Ok, ông tới đây ông cho con điều ước. Hả? Ông Bụt. Ông tới đây ông cho con điều ước hả ông Bụt? Oh my gosh, con nô tin vào mắt mình ông Bụt ơi. Ông cho con điều ước liền đi ông Bụt. Mày làm được luôn hả? Ông nói mà. Ông Bụt ơi, bây giờ con nói nghe nè. Theo con á thì con đang là người thất thế trong cái cuộc thi này. Con ước trước nha ông Bụt. Mời con. Con chỉ có một điều ước duy nhất trong cuộc đời này, lớn lao nhất trong tất cả mọi suy nghĩ của con. Đó chính là không cần phải thi thêm bất cứ một cuộc thi nào nữa. Con vẫn sẽ thắng cái bà kia trong mọi phương diện. Được. Hồ Biên. Ông làm phép á hả? Ờ. Dễ sợ. Coi, hay quá. Trời đất ơi trời. Sao tôi rách nát vậy nè? Trời đất ơi. Ôi trời ơi, rồi nhà tôi đâu? Tài sản tôi đâu hết rồi? Ông Mục ơi, ông làm cái gì vậy ông Mục? Ông Mục ơi, tôi ước tôi hơn cái bà này mà. Ông làm cái gì vậy? Coi lại trong túi của mình đi. Ê. Gì? Trong túi bà có cái gì không? Không. Vậy là tôi thắng bà rồi. Tôi thắng bà rồi. Ông bị điên hả? Cái gì? Trời đất ơi, ông biết hùng á. Bây giờ tụi mình ra nông nổi như vậy, có 2 ngàn thì làm được cái gì? Tôi không cần biết. Bà lúc nào cũng sân si với tôi. Bây giờ tôi thắng được bà rồi, dẫu chỉ là 2 ngàn tôi cũng vui. Ông im đi. Bỏ cái tính sân si đó đi. Suốt ngày sân si với nhau làm gì ông coi nè. Bây giờ hai đứa mình là mất hết tất cả rồi nè. Con nó dài. Hey! Mất rồi. Trời sao trời. Mất hết rồi, tôi với ông sao, nhà cửa lính lát đi đâu hết trơn rồi trời. Thì tôi sao? Không ngờ. Hồi nãy tôi kêu tôi tin ổng là ông Bụt, kêu ổng hành xử vậy đó trời. Tiên phép về hành xử kỳ quá. Nói nghe nè. Thôi nè, cho 2 ngàn nè, cầm đi. Thôi 2 ngàn không mua được gì hết trơn á. Tôi đói bụng quá à. Giờ hai mình nghĩ cách đi. Giờ tôi què với bà nha. Làm ơn giùm cái đi. Nhà kế bên nhà lúc nào cũng sân si với tôi hết á. Vừa phải thôi chứ. Tôi có cái gì mà cũng muốn hơn tôi. Tại sao không biết thương yêu nhau giùm cái đi trời. Ông... hàng xóm mà. Được rồi. Tôi biết lỗi tôi rồi. Ông cũng vậy đó nha. Ừ. Giờ tôi đói bụng nè. Giải quyết đi, ngồi nó hoài. Tự nhiên giờ tôi phải lo cho con mẹ này. Nó vô duyên ghê á. Rồi bà ở đâu mà bước trên cuộc đời tôi vậy bà. Đừng nói cuối chuyện tôi với bà đám cưới nha má. Mệt quá à. Vậy phải lo rồi đó. Lo đi. Mà sao còn son quá trời son vậy trời. Mới nghe nè. Hợp tác nha. Ừ. Đi ăn mài. Trời ơi, hợp tác đi ăn mài nữa. Ai cho giờ mai thương đi tôi dưới sân kìa. Con ông già bổ giàu. Nghe nè. Bà ơi bà. Con nè bà, con nè bà. Bà con, bà con. Không có què. Không, không biết rồi. Con nói bà nghe nè. Trời bà cao quá. Bà ơi bà. Nè, chiếc nhẫn bà đeo là của con. Hồi nãy con cho bà đó bà. Dạ đúng rồi. Mấy cái này là lính lát rồi tôi của con hết nè bà. Dạ. Trời ơi, nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy. Mấy đứa nghèo rách nát vậy ở đâu mà quen bà. Bà không có quen. Đi thôi mấy đứa. Bà ơi. Bà ơi bà.
Bà, bà. Nè, 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 nè. Em ơi, hồi nãy anh lại em đó em. Hồi nãy anh lại em đó. Trời. Không có nữa đâu. Ok bà ơi, ước mơ tôi bất chính quá. Bây giờ ông một hành xử như vậy nè. Đúng là đời không như là mơ mà. Sao vậy? Sao vậy? Trời, ông sao vậy? Có sao không? Làm thân con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Mệt ghê luôn á. Cái bà Sáu này bà chỉ đường gì đâu á. Cái gì? Đi ra bến xe quẹo trái gặp ngã ba, nhìn bên tay trái có bà bán chè Thái, ăn ly chè Thái đừng quẹo trái mà quẹo phải. Đi thêm ngã tư nữa, quẹo trái về Cát Lái, quẹo phải về Quảng Ngãi, đâm thẳng về Đà Nẵng. Nhìn bên kia đường có ông xe ôm hỏi nhà, thầy ba ve chai ở đâu người ta chỉ. Có ai nhà không? Có ta đây. Chợ đêm nay khắp nơi quanh ta về chai ngập tràn ngập tràn. Chợ đêm nay khắp nơi về chai xung quanh về giới ta về giới ta. Mở mắt ra là về chai, tới tối khuya cũng về chai, chồng chất trong đầu một đống chai. Nào mình cùng lượm ve chai, đây là nghề mà mình tuổi đam mê. Đem ve chai lên bàn thờ rồi ngày ngày mình thắp nhang tôn sùng ve chai thờ ve chai ve chai. Ê lui, ai tìm gặp ta đó? Dạ thưa thầy. Đừng kêu ta là thầy. Dạ con phải gọi thầy bằng gì? Gọi là cưng đi. Dạ con chào cưng. Ừ, cưng chào con. Trời đất ơi, coi cái gì mà đàn ông dòm không ra đàn bà vậy nè. Ngươi là con trai hay con gái? Dạ con là con gái. Nó nói nó con gái, nó coi tin nổi thì coi tiếp nha. Tôi không tin rồi đó. Nè, rồi con gái ứa cái tiếng gì trên người mà cái tiếng đâu nó phát triển kịch liệt vậy nè. Thôi giận. Trời ơi mày ơi, mày biết mày giận nó ghê lắm không? Bây giờ ta tạm chấp nhận cái chuyện râu tóc đó. Ta tin ngươi là con gái. Ngươi tới đây tìm gặp ta có chuyện gì? Thầy ơi, thầy cứu giúp cuộc đời của con đi thầy. Ngươi bị gì mà phải cứu giúp? Con đi xin việc làm khắp nơi hết á mà không ai nhận con hết á. À, nhận việc gì mà người ta không chịu thì kể cho thầy nghe thầy giải quyết. Con đi vô trong trường đại học con xin mà người ta cũng không nhận luôn. Xin việc gì? Hiệu trưởng. Xin hiệu trưởng chi? Sao không vô trong trường học người ta xin làm bà chú Tuyết á? Bà chú Tuyết là gì thầy? Là mày bị điên rồi. Điên làm bà chú Tuyết được hả? Trời đất ơi, tao không nói chuyện với mày nữa. Mày có vấn đề về thần kinh. Và bây giờ là 30 Tết rồi, tao còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Tao không nhận dạy học bữa nay. Đi về đi. Thầy. Sư phụ. Ta cảm giác như có hai cái dòng vừa đi ngang qua đây dựa vào ta và con. Và ta trở thành bần tăng bất đắc dĩ. Được rồi, bần tăng sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Rồi. Đây, dòng kim cô của con đây. Bây giờ khi con đã đeo dòng kim cô trên đầu, hãy nghe câu niệm chú của ta đây. Anh thích em nhưng tôi nghe anh em đúng rồi. Em đã đôi rồi. Người ơi, người đã đôi thầy. Đó, hiểu chưa? Khi mà con làm sai, ta sẽ niệm chú ý như vậy. Nhưng mà nhìn con á, vẫn chưa hợp là một người lượm ve chai. Nhìn mày còn sáng sủa quá. Đây nè ha, để sư phụ hóa trang cho con. 2, 3, em. Ủa sao giờ mày buồn quá vậy? Giờ mày mà tao muốn khóc luôn á. Ôi chết rồi. Đây, cái ngón nhỏ hơn, an toàn hơn. Rồi luôn, thành công cá trê luôn con ơi. Đi sang Sài Gòn đi con, ra sang Sài Gòn giải phóng liền. Phóng xanh, đi tạm con ơi. Sư phụ. Đi, đi, bye, 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 bye. Ê, đừng giỡn nha. Trời, sư phụ muốn đuổi con đi gà con gì. Bây giờ sư phụ muốn dạy con bài học lụm ve chai. Thì mình phải biết mình đang lụm cái gì đúng không? Dạ. Định nghĩa cho sư phụ biết ve chai nghĩa là gì. Hơi khó với con, nhưng con nghĩ đi. Nghe được chữ trai là đã hình dung trong đầu nó là cái gì rồi. Con biết trai là Đàn ông con trai. Vậy còn ve? Ve là ve vãn,
là gặp đàn ông con trai ngoài đường đúng không? Lại dè dãng người ta cho mình cái chai gọi là dè chai. Bây giờ mình sẽ ra đường mình lượm dè chai thịt hành nha. Rồi, ta sẽ cởi cái bộ đồ thịt trong lạnh của ta ra, bây giờ ta nói với con. Đây mình đi nha. Dạ. Bây giờ chúng ta đã có đồ nghề rồi, sẵn sàng lên đường. Kìa, nhìn kìa, thực hành đi con. Anh ơi, lấy em đi. Mẹ em nói á, có con gái ở nhà như bom nổ chậm. Mà anh nhìn em đi, em không phải là bom nổ chậm, mà em là bom nguyên tử có thể nổ bất cứ lúc nào. Anh à, em me cái gia sản anh lâu lắm rồi, lấy em đi. Mấy mẫu ruộng, mấy trăm bao lúa của nhà anh, mình em ghét hơn. Sao cây sư phụ? Anh thích em như sư hô, ghét em sắp đua đòi. Anh đã đổi thay rồi, người à. Ủa sao kỳ vậy sư phụ? Bây giờ nó nghe. Xin lỗi sư phụ. Bây giờ mình sẽ thực tập với đám đông. Dạ. Thấy chưa? Xem đây. Hello. Khủng bố kìa. Thấy chưa? Hay quá luôn. Bây giờ tới lượt con thực tập. Chị, có khủng bố đó, chạy đi chị. Để chai cho em. Chị ơi chị, bồ chị có chồng kìa. Chạy về đi, đưa chai cho em chị. Ủa sao không ai phản ứng hết sư phụ? Anh tính em như sư hô, ghét em có đua đòi. Anh đã đổi thay rồi, người ơi, người ơi. Bây giờ nghe sư phụ, có tuyệt chiêu khác. Tuyệt chiêu gì sư phụ? Tuyệt chiêu cuối. Mọi người ơi, giơ tay lên. Anh kẹo kẹo, cho em xin miếng nhạc đi. Nhấc tay lên nào, hãy đưa về bên trái. Nhấc tay lên nào, hãy đưa về bên phải. Nhấc tay lên nào, chúng ta cùng nhau nhảy. Nhấc tay lên nào, trong bàn thờ hết sể. Nhảy như tôi nè, mới mong được sống lâu. Nhảy như tôi nè. Ôi, sao bộ ai vậy? Chỉ cần vậy thôi là lượm được rồi đó, hay không? Nhưng mà ta không thèm lượm nè, ta trả lại. Tới lượt con đi. Tới con hả sư phụ? Làm đi, làm đi. Các bạn ơi, hãy nhìn ta siết ảo thuật đây. Đây là cái kiểu mút mà chúng ta có thể mua ngoài chợ bất cứ nơi đâu. Và đây là một cái khăn không có gì hết. À, bây giờ chúng tôi sẽ phủ khăn. 1, 2, 3, thổi. À, hay quá. Bây giờ tao dạy hết cho mày rồi đó. Tao không còn gì để dạy cho mày nữa. Tao quyết định trao bằng tốt nghiệp cho mày. Có bằng tốt nghiệp luôn. Cái gì vậy trời? Trời phò coi tự nhiên quần chúng nhân dân đâu ra nhảy quá trời nhảy vậy. Đi coi phá bông thì đi coi cho đàng hoàng. Cấm có xả rác đêm giao thừa nghe chưa? Ngưng xả rác đêm giao thừa. Bây giờ tao trao mình có thiệt không rồi đó. Tao không còn gì để dạy nữa, đi về đi. Dạ con về nghe sư phụ. Thì sao chưa về nữa đi? Bốn bể là nhà. Cha mẹ mày đâu? Thì nào giờ không có ai dạy tao. Nãy giờ mày dạy tao là mày là cha là mẹ tao rồi. Tự nhiên cái tôi có con rồi trời. Ngoan, mẹ thương. Ủa sao mày không lựa chọn giới tính là ba mà mày chọn là mẹ ta? Ủa mày mắc cười quá, tao làm gì có cha mẹ. Tao có mình bà ngoại tao nuôi tao. Mà bà ngoại tao là giới tính nữ thì tao kêu tao là mẹ. Chứ đó giờ mày ở đâu? Gầm cầu, chợ, bến xe. Bà Sáu bà chỉ tôi lên tìm mày nè. Nghe nè, tao cũng ở con mình tao với bà ngoại tao à. Giờ ở với tao không?
về chăm sóc ngoại tao với tao nha. Ba đang bệnh nặng lắm á. Hôm mà mày hỏi tao lo quá. Lo gì? Bà ngoại tao đang bệnh nặng muốn chết luôn á. Bây giờ ba gặp mày ba hết hồn ba đi luôn á. Nè, sáng mai á, tao đi chợ, tao mua dao cạo râu về tao cạo râu cho mày giống con gái đàng hoàng nha. Giờ ở ngoại tao đàng hoàng á, không có hù ba chết. Ê, ê, phá bông kìa. Ê, trời ơi, phá bông kìa. Ôi đẹp quá à. Ê, trời ơi, phá bông rồi. Trời ơi, trời. Vừa rồi đó. Trời ơi, kìa, đẹp quá à. Bên đây đây nè. Nghe nè. Cái gì? Từ nay á, tao với mày phải yêu thương nhau nha. Tại vì quả tao nói hả, chân lý cuối cùng của cuộc sống này vẫn là yêu thương. Còn yêu thương là còn sống. Còn cuộc sống là còn yêu thương. Trời đất ơi ông trời, con khổ quá mà. Con là thần tổng quản mà ông bắt con đi theo ông Tơ Bào Nguyệt từ kiếp này qua tới kiếp khác, cho tới bây giờ con làm con người luôn rồi nè. Con cũng chưa tìm thấy được ông Tơ Bào Nguyệt. Sao vậy? Biết tới chừng nào ba người tụi con mới hoàn thành nhiệm vụ, mới trở về trời được đây. Ông mà cũng thiệt, ông khó ghê luôn á. Ông muốn á là ba người của con phải là có chung một cái cơ duyên, cùng gặp mặt nhau rồi cùng làm hoàn thành xong nhiệm vụ, lúc đó mới trở về trời được. Ông trời ơi, sao mà khó quá vậy? Ê, 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 ông Tơ Bà Nguyệt, ông Tơ Bà Nguyệt đã xuất hiện rồi. Bây giờ còn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nữa thôi. Ông Tơ Bà Nguyệt ơi, cố lên nha. Sao chung đường chung bước. Cô với tôi đang có chung một cái nỗi buồn với nhau á hả, đúng không? Mà cái lời tâm sự đó vậy cuối cùng là chồng của cô sao vậy hả? Ờ thì chồng tôi ông bỏ tôi đi theo người khác rồi. Mà còn anh, vợ anh đi theo người khác hả? Không, người khác đi theo vợ tôi. Thiệt, thấy ghê quá. Hey. Đây nè. Gì? Đây, đứng đó. Cô mà tiến lại gần là tôi la lên đó nha. Bơm đúng không? Bơm vào trong cái vỏ đó đúng không? Bơm cái gì mà bơm? Cái này đồ ăn của tôi mà. Cái gì? Đồ ăn. Thằng hồi nãy shipper. Trời ơi, đâu có mập vậy đâu. Tôi không nhôm nhách à. Sau khi rồi khi yêu ảnh, quen ảnh thì tôi mới đi học những cái lớp nấu ăn. Tôi nấu những món ăn cho ảnh ăn. Nhưng mà tôi nấu ngon quá mà. Tôi phải ăn trước chứ. Ăn nhiều quá riết mập dần đều theo thời gian. Bây giờ anh chê tôi mập, tôi xấu. Mà còn nữa, chỉ vì một cái đêm hôm đó tôi nằm kế ảnh, tôi lỡ tay gác nhẹ lên cái cổ của ảnh rồi, anh chửi quá trời, anh chia tay tôi luôn. Cái cuộc trò mà cô chấn vô trái khế, người ta dập trái khế thì còn gì là đậu chua nữa. Nói chung tôi buồn lắm anh Nhân ơi, anh Nhân. Tôi em đừng nhắc tên tôi làm gì. Ủa anh Nhân. Nhưng á, bà đứng im ra đi. Tôi sợ bà lắm rồi nghe, bà tránh xa tôi ra nghe. Nhưng mà ông lẽ gì cái lý do nhỏ xíu đó mà anh bỏ em. Bà muốn biết cái gì? Không phải vì trái khế của tôi đâu, mà tại vì bà mập, bà xấu. Ôi anh ơi cái mũi mới sửa nè. Bị gì á? Ô cái mũi em mà nó bị gì chắc anh không yêu em nữa đúng không? Không có đâu, em yên tâm đi, dù em có xấu cỡ nào đi chăng nữa, em có không có lỗ mũi đi chăng nữa, anh cũng vẫn yêu em mà. Ủa mà không có cái mũi sao thở? Em yên tâm đi, anh sẽ lấy nhịp thở của trái tim để gắn ở lỗ mũi của em. Yêu quá. Tôi nói cho bà biết, không những bà mập bà xấu nha, tôi chia tay bà
là thêm một lý do nữa là tại vì đi với bà lúc nào cũng xui. Ủa, mắc mớ gì đi với em xui? Bà không nhớ hả? Có một cái hôm đó tôi đi xin việc, tôi lên tôi xin việc làm cái bà, một hai bà đòi đi theo cho đã, cái bà vừa mập, bà vừa nặng nề, bà lết, tôi lên tới chơi, nó hết giờ nộp đơn hết mất việc luôn. Một cửa khác nữa, tôi đi qua chỗ khác tôi nộp đơn, tôi được phỏng vấn, tôi lên tới trên đó tôi để bà ở nhà, tới giờ tôi phỏng vấn bà gọi điện thoại tôi, alo anh ơi về đi em có bầu rồi, tôi bỏ phỏng vấn bỏ hết bởi về nhà chở bà đi khám, về mới biết bà bánh bao sình bụng, xui lần hai. Bà thấy bà quá đáng chưa? Em à, hôm bữa anh nghe dạ. Nói là em đi đánh bài đánh bạc gì đó với đám bạn bè của em nói là em đánh bài cào mà tất cả các dáng em đều ù hả? Dạ em xui lắm. Em yên tâm, tiền đây em cứ trả đi, dù em có xui tới cỡ nào đi chăng nữa anh hứa anh cũng vẫn mãi yêu em. Nè anh thấy người ta yêu nhau chưa? Tôi xin lỗi. Mày mốt em muốn em giảm cân em không mập nữa. Vậy là giờ quề nghe. Quề. Đúng. Tình yêu là phải như thế này nè. Là phải vị tha, bao dung và thông cảm cho nhau vậy đó. Phải. Tình yêu là phải như vậy. Dù người mình yêu có xấu thế nào đi chăng nữa, phải ôm trọn cô ta vào lòng suốt cả cuộc đời này. Hai người hãy tin chúng tôi, bởi vì chúng tôi chính là người dân. Ủa cái gì vậy? Lỡ. Vậy là nãy giờ lừa tụi tôi hả? Nè. Dạ không phải. Dạ tại vì không phải đâu. Tại thật sự là cái lý do chia tay cũng không có cái gì mà lớn to tát hết. Tự nhiên có một hai cái đó cho nên là tụi tôi muốn giúp đỡ vậy thôi chứ không có ý gì. Đúng rồi đó anh. Nhưng mà hai người đó giúp mình mà, đừng có đánh người ta. Giúp đỡ hả? Dạ. Thì thôi, thì cảm ơn. Cảm ơn hai người nghe. Xếp đồ đi về đi em. Dạ. Bye bye nha. Dễ thương quá à. Yeah. Dạ. Gì vậy? Chúc mừng hai người đã trở về trời. Ủa không, không nhận ra tôi hả? Gì vậy hả? Tôi là ông thần tổng quản này ông Tơ bà Nguyệt. Gì hết trời? Hai người hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, bây giờ mình về trời. Mệt quá ông Tơ bà Nguyệt gì ở đây? Đi. Ủa là hai người đi. Không nhận ra luôn hả? Thôi ông ơi, mệt quá bây giờ còn cách cuối cùng hai người phải xin lỗi nha. Ủa hey, hey, cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Trời. Chạm nhau là điện giật. Nhớ ra rồi đúng không? Nhớ ra rồi đúng không? Nè bà Nguyệt, anh đây. Anh Tơ. Phải. Nhớ ra rồi, yes. Ông Tơ và bà Nguyệt, cuối cùng thì hai người cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, chuẩn bị về trời phục chức. Nhìn đi, ta có món quà tặng cho hai người. Ê, nói nghe nè, hát thì đủ rồi, đi về trời, lẹ lên nha. Đi thôi. Đi thôi, nhanh lên, chúng ta đi lên. Dạ. Hôm nay, anh hẹn mình ra đây. Chắc có lẽ là anh sẽ nói. Chắc chắn, mình sẽ đến để gặp anh. Và sẽ nói cho anh nghe hết tất cả những gì mà mười mấy năm qua mình chưa nói lần nào cả. Cái thiệt kia té ra nè, cái thiệt mấy cái thiệt kia né ra nè. Trời ơi chị, đúng là thiền nhà giàu có khác chị ơi. Mấy cái thiền kia nhà nghèo quá, nó đứng im có một chỗ mà chị, còn thiền của mình trời không có gió, sóng không có đánh mà thiền vẫn chạy phà phà chị ơi. Bao nhiêu ta vừa bơi vừa đẩy nãy giờ nè. Tao nè. Ôi đất ơi, nãy giờ mày ở dưới mày đẩy hả? Ừ. Tao không biết đâu nãy giờ. Kéo nó lên.
Đỡ tao lên. Tao tưởng giấy mù tưa không à. Tưa cái đầu mày lạnh quá. Ê, mày xuống được sao mày không tự lên được đi. Tao xuống được đây là nhờ mày đạp nó xuống đó quỷ. Đỡ nó lên. Lên. Trời ơi. Có sao mày? Không phải. Chị thông cảm đi, lúc nãy á, tại vì sóng đánh nhiều quá em hiểu không? Em lỡ tay em chỉ đang quơ vậy thôi. Cứu tao. Sao mà xuống nữa vậy? Gì? Tao lên lại. Lên cái đầu mày, tao lên mày đạp tao xuống nè hả? Không có sao đâu, xin lỗi, mà lên lại đi nè. Thôi đó. Xin lỗi nhiều nha. Thiệt tình á. Ướt hết người luôn. Hai đứa bay giỡn hoài à. Dạ thông cảm đi chị. Ủa, Thảo. Dạ. Chị Thảo nè, chị Mai. Trời ơi, vui quá, nay gặp Thảo. Mai, Thảo Mai. Đợi chị xuống. Dạ. Từ từ cho chị nặng lắm, có chừng lúng sinh chị nha. Đi qua đây, hai đứa bay qua đây, nhanh lên. Thì sao sao? Hai đứa bay biết á, là con Thảo á, nó yêu anh Dũng của tao. Mà hai ngày nữa, tao với anh Dũng cưới nhau rồi. Hai đứa bay á, làm sao được thì làm, nghe chưa? Chị yên tâm, chị nói gì là em hiểu liền. Để em. Nè Thảo. Dạ. Anh biết rằng anh nói cái tin này ra em sẽ sốc lắm, nhưng mà buộc lòng anh phải nói. Hai ngày nữa là đám cưới của anh với anh này. Mày đi hả? Đám cưới của anh Dũng với chị Mai. Nói cho đàng hoàng. Đây, thiệp cưới của anh Dũng với chị Mai đó. Em nhận đi. Lấy đi. Chị Mai ở đây ít mời ai lắm. Bởi vì cái làng này có ai chơi với chị đâu. Hả? Ý em nói là cái làng này sao dám chơi với chị giàu quá mà. Chị Mai ở đây là giàu nhất cái làng này. Đúng rồi. Tiền chứ nhiều nhất cái làng này. Vàng chứ nhiều nhất cái vàng này. Chưa kể chị ngu nhất cái vùng này. Ý em nói là cái làng này không ai ngu bằng chị. Nè. Ê, lỡ lời. Nói như vậy mới đúng nghe chưa. Nè, anh Dũng á hả, kỳ này anh đi du học về nhà là để anh cưới tôi á. Mà biết làm sao không? Ảnh đi du học á, là tiền của ba má tôi lo cho ảnh á. Ảnh thương tôi dữ lắm. Bởi kỳ này về em phải cưới tôi rồi. Chứ đâu có cưới ai kia, đâu có chờ đợi ai kia đâu. Dạ. Ủa, em khỏe hả? Đợi chút xíu anh nói chuyện với em. Ủa sao vậy, anh đã nói em rồi, em ở nhà đi, em đi ra đường làm cái gì? Em đi không mát. Không mát sao mà được, đó em thấy không, mới ngày hôm qua đó, tối em còn ở nhà em mập mạp, đi ra đường mấy tiếng đồng hồ, bây giờ nhìn em ốm nhách đi nè. Trời ơi, sao vậy, mấy cái loại sữa anh mua ở nhà có uống chưa? Cái sữa, cái ông gì đầu trọc cái, đúng rồi, sữa gì? Sữa ông Thọ. Biết rồi, để giỡn xíu nha, xíu thôi. Đó, thấy không? Ảnh thương tôi dữ lắm á, ảnh mua sữa cho tôi uống bồi bổ tôi luôn á. Thôi, từ bỏ đi, đi về đi. Quên nữa, trong thiệp á có ghi ngày giờ ra rõ ràng á nha, nhớ tới đúng giờ, không thôi làm có chỗ ngồi đâu á. Dũng, nhắn tin anh làm gì vậy? Không có, anh coi giờ. Ngồi xuống đi anh đấm bóp cho, ngồi xuống đi anh đấm bóp cho. Đúng rồi, nè chị Mai, chị phải về nhà liền thôi. Vậy chị? Em thấy rõ ràng con bầy dịch nó đông lắm, nó đang bơi vô cái ao của men cá cha đó. Bây giờ chị vừa về, chị cản lại mấy bầy dịch liền, nếu không nó sẽ ăn mồi của men cá cha, chị hiểu không? Ủa nhà mình có nuôi dịch hả? Tôi có mua cái bầy dịch, bà về bà coi đi, để nó lạc. Hả? Ông xã mua dịch hả? Ông xã mua dịch để đám cưới hả? Trời ơi, dịch của ông xã là phải về liền, về coi liền. Rồi, bây giờ lên xuồng rồi, đi về liền nha. Lên xuồng lâu lắm vậy, lên xuồng đi bộ vậy, đi bộ cho nó mệt. Rồi, vợ la liền nha, vợ la liền nha. Đi liền chị ơi. Trời ơi, dịch ơi, dịch của ông xã ơi. Hay quá, bà đi. Trời đất ơi trời. Dũng ơi là Dũng. Sao vậy hả? Nó nghe nè, tình hình sức khỏe của ba mày đó, nó đỡ chưa? Sức khỏe ba tao yếu lắm. Chính vì vậy tao phải về đây để đám cưới với Mai, rồi cùng gia đình dọn qua bên đó sinh sống. Lúc đó tao sẽ trị bệnh cho ba tao ở bên bển. Nhưng mà còn chỉ lúc nãy thì sao? Tao hẹn Thảo ra đây là để nói về chuyện đó, nhưng tao không ngờ có sự xuất hiện của Mai. Tao hết cách rồi.
Mày có biết mày làm như vậy Thảo buồn, Thảo đau lắm không? Em sẽ không đau đâu anh. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin được cảm ơn tiết mục của Tuấn Dũng và Lý Thu Thảo. Gia đình bên nợ yêu nhau, về với em anh còn nợ gia đình bên gia đình. Bên nợ yêu nhau. Chị, chị à, chị ơi, chị à, con ơi, con trời ơi, con bị bệnh tim mà ba hù con hoài à. Trời đất ơi, bước ra đây ba biểu coi. Đi ra đây nè, đi ra đây, ngồi trên ghế đi. Sao tự nhiên ngày hôm nay con mặc áo của mẹ vậy? Ba ơi, con thấy con nhớ mẹ quá à ba. Ba tả cho con hồi ấm của mẹ đi ba. Hơi ấm hả? Đây nè. Bây giờ nè, nếu mà ba để cái tay vậy nè nha, ba thổi thử nha. Con lạnh không? Lạnh. Lạnh hả? Bây giờ mình thử tưởng tượng mà có mẹ nha. Đó, có mẹ nè, đưa cái tay đây nè. Đó, mẹ mặc áo mẹ che lại cho con nè. Hết lạnh chưa? Dạ rồi. Vậy ha. Vậy ba ơi. Hả? Ba tả cho con khuôn mặt của mẹ đi ba. Đợi ba chút xíu. Đợi chút xíu. Nhìn nè. Nhìn thẳng ở đây nè. Con thấy mắt của con đẹp không? Dạ đẹp. Con thấy mũi con đẹp không? Dạ đẹp. Con thấy cái miệng con đẹp không? Dạ đẹp. Tất cả những cái nét đẹp trên mặt của con á, là mẹ con đều có y chang vậy luôn á. Thiệt hả ba? Thiệt mà. Vậy bây giờ ba cổng nó đi ba. Bây giờ ba không có cổng được đâu. Hả? Sao hồi nhỏ ba thường hay cổng con đó? Tại vì hồi nhỏ ba, lúc đó ba còn có sức khỏe. Bây giờ ba sao? Bây giờ là sức khỏe ba vẫn còn tốt. Vậy nếu sức khỏe ba vẫn còn tốt, vậy ba cõng nó đi. Không con ơi, bây giờ vậy nè. Nằm xuống đi, nằm xuống. Nghe lời ba, nằm xuống đi ha. Mình ngủ để ba vô ba lấy cái gối cho con nằm ha. Ủa sao ba nói? Nhìn vô gương là sẽ thấy mặt mẹ mà. Mình muốn nghe bà ru quá. Mẹ! Cô Thảo mà chi? Không mẹ. Cô Thảo là chi? Không mẹ. Thì mẹ. Mà thôi, chi làm cái gì vậy? Thôi để cô Thảo ru cho chi ngủ nha. Dạ. Còn cha, còn mẹ thì thơm. Không cha, không mẹ. Không cha, không mẹ. Như đơn đất dây. Em làm cái gì để làm cái gì? Anh không cho em quan tâm anh là vì chuyện sức khỏe của đôi anh đúng không anh? Mà như chủ phòng trọ đã nói cho em biết hết rồi. Mấy tháng nay sức khỏe của anh yếu lắm.
là vì anh cứ đi bán máu hoài à, để lo tiền chữa bệnh tim cho bé Chi đúng anh không? Anh đã nói với em rồi, chuyện này là chuyện của gia đình của anh mà. Nhưng em quan tâm anh và bé Chi là vì em coi anh và bé Chi là người trong gia đình. Nhưng anh chưa bao giờ coi em là người trong gia đình hết. Về đi. Chưa bao giờ một lần nào trong cuộc đời anh coi em là người gia đình cả. Chào bé Tuấn Dũng, nay mình có hẹn lấy máu phải không ta? Long đi, hey, lẹ đi, nhanh lên. Rào, thôi được rồi, bây giờ mình tiến hành luôn nha. Khoan, trước khi làm á, tôi gửi tiền luôn, để lát nữa máu nó tự tin nó chảy. Ông làm lẹ giùm tôi đi. Rào, đây. Dũng ơi. Chết rồi. Không sao, bình tĩnh nghe. Rào. Dũng. Anh muốn nói gì? Đâu vậy, bà chủ ơi. Bà ơi, trời ơi, bà chủ mình đi đâu? Đi đường đó vậy? Ủa tao chủ nhà trọ, tao muốn đi đâu tao đi chứ trời. Mày đừng coi, còn hai con mẹ này nữa. Đi đi, chuyện tình yêu người ta mà đứng ngó cái gì? Trời ơi, cửa đi vô đây. Dạ. Uống Thảo hả? Trời ơi, Thảo bữa nay bị ông chích gì bự dữ mày? Dạ. Mày đi qua đây tao nói nghe nè. Không phải Thảo đâu. Ủa sao con bạn mày đi theo mày hoài vậy? Dạ. Cái này mày sao vậy? Đi ra đây tao nói nghe nè. Dạ, đây. Bé ơi, em buông Dũng ra chị nói chuyện coi. Đừng có kéo nữa là nó rớt cái mặt. Mặt gì? Cái mặt tình cảm hai đứa đó. Trời đất ơi, cái mặt tình cảm gì bây giờ? Buông ra tao nói chuyện. Buông ra thôi. Cái thằng này, mày tới mày mua máu nữa rồi phải không? Ôi, mày biết nó tao luyện nghe mày rút cái sợi dây này ra chết nhỏ hay sao? Hả? Cái thứ quỷ yêu mày sao đuổi hoài mày không đi vậy? Bên dở. Cái gì? Mày ra gặp bạn mày kìa. Bán đồ, lo bán đồ, đổi địa điểm ế gần chết, gần kêu mày hoài vậy. Con nào bịt đầu như mới bị chụp ổ xong vậy? Có cần ra mượn cái hình tộc vuông caro che mặt mà trước khi lên báo không mày? Dạ thôi nè, cho em trời lại. Trời ơi, với mà tóc dài mà để đâu tôi gớm không? Em ngụy trang dữ lắm mà cũng bị nhận ra đó anh. Thằng quỷ mày tới mày lấy máu thằng Dũng rồi hả mày? Sao cái thứ mày ác ôn vậy, nó bán mạng đó mày biết không? Có biết nhân quả báo ứng nhãn tiền là cái gì không? Bữa nay nghe mày còn lấy một giọt máu nữa của thằng Dũng nữa mày. Mày biết để tao chửi. Mày đi ra quay. Bữa nay nghe. Đi lại đi. Lẹ đi. Nè cái thứ của mày nghe. Mày phải để cho nó bắt, nó bị bắt chứ mày làm vậy nó hại biết bao nhiêu người rồi. Bắt cái gì? Bây giờ bắt nó mày mai mốt người đâu nữa mà tôi bán máu. Ủa tao có cho mày bán máu không Dũng? Mày bán riết rồi mày nghĩ coi mai mốt con của mày chưa hết bệnh nha mà nó còn sống còn mày chết ai nuôi? Tôi không cần quan tâm làm cái gì, chuyện gia đình tôi tự tính. Kệ mấy người, về đi. Kệ. Sao mà đánh nó vậy? Tao kệ mày được, tao kệ lâu rồi Dũng.
hai cha con mày ở đây, tao có lấy một đồng nào không? Tao kệ mày được, tao cho mày bán mạng ngoài đường rồi. Mày kệ đúng không? Tao bỏ chứ vừa lòng mày, tôi không cần đâu. Ê, sao vậy? Sao con ngồi? Con có sao vậy? Sao nãy giờ con không ngủ đi? Hả? Hả? Sao vậy? Con mệt con. Con nè, nghe ba nói nè, bằng mọi giá làm gì cũng được, con không có được mệt. Bây giờ con muốn cái gì? Con muốn cái gì ba làm cho con, nói đi. Con muốn ba cổng con. Cổng cổng hả? Hôm nào nay ba khỏe lắm, con đứng cái này đi, đứng cái này. Nhanh lên, leo lên đây đứng. Leo lên đi, lên đây đứng. Bà cổng con nha. Cổng. Cổng con. Đi. Khỏe lắm. Giỡn thôi ha. Ba khỏe lắm. Ngày nào mà ba còn sống thì nè, Ba cổng con đi một vòng luôn. Bây giờ thử nè, thử đi một vòng nè. Đó, thấy bao khỏe không? Con muốn cái gì cũng được hết á. Nhưng mà nhớ, con gái nhớ là bằng mọi giá là con không bao giờ con được ngủ gục, nghe chưa? Hiểu không vậy? Ê, chị ừ. Ủa, ngủ gục hả? Không được hết chưa? Dạ, ừ. Không biết à, ngồi đây đi, hết hồn. Ngồi xuống. Dạ. Nghe bà hỏi sao tự nhiên hôm nay con bắt ba cổng đi vòng vòng vậy? Ba ơi, hồi nãy con nằm mơ thấy mẹ đó ba. Ủa, con nói gì vậy? Ba mới kể cho con có một lần mà đâu ra con nằm mơ con thấy mẹ. Con tả thử cho ba nghe coi. Dạ, túi mẹ nhỏ nhỏ con, tóc mẹ thì hơi dài dài. Điều đặc biệt nhất á là mẹ hát ru rất là hay. Con tả gì vậy? Ủa, mẹ con thì tóc thì dài thiệt, nhưng mà mẹ con cũng cao cao mà, với lại mẹ con đâu có biết hát đâu. Ủa, con đang tả cô Thảo hả? Dạ, thì con Thảo là mẹ con đó, chứ con đâu có biết ai là mẹ con đâu. Yên tâm đi, ba tìm cách ba mua cái con gấu thỏ trắng cho con. Alo. Dạ anh ơi, không phải yên tâm đi, ngày mai tôi hẹn anh ở cái điểm khác, không có tới đây nữa đâu, không ai biết hết. Tôi muốn thêm một lần nữa để có tiền mua con thỏ bông trắng cho con gái tôi hả? Dạ yên tâm đi, ngày mai ba mua con thỏ cho con mà. Ba chỉ sợ con điều sức khỏe của ba cứ vậy hoài, lỡ ba mà có chuyện gì ba không biết con phải sống sao nữa. Không
đường đức dây. Dũng ơi, bớt giận mày lại rồi nè Dũng ơi. Giận thì giận chứ Chi nó cũng là cái cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người giúp đỡ, mà dù sao con Chi nó cũng là con mày, cái tao có thương giận mày cỡ nào thì cũng phải lo cho nó đúng không? Dũng, gom được chút tiền đi bệnh viện nè. Như đã được trời ơi. Bà đã làm hết cho con rồi mà. Con gái à, cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Mày ngu mất dạy. Trời đất ơi, bà đâu ra bà ngủ ngục mà. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, con ơi, sao vậy? Hả? À, con làm mọi người hết tồn kìa. Cha mất dạy, con ngủ mình đó là chết. Trời ơi. Con nghe hết rồi đó nha. Con nghe cái gì? Bà nói, ngày mai bà sẽ mua con thỏ bông cho con đúng không? Con thỏ bông, ngày mai đi, ngày mai bà chắc chắn là bà sẽ mua cho con thỏ bông ha. Với lại yên tâm đi, nhiều khi chú Dự cũng đi tìm sẵn giùm con rồi nha, nha nha, đợi chút xíu ha. Con ngày mai là mình được vô bệnh viện nằm, không có ở nhà giấc dơ luôn. Trời ơi. Chú Dự. Quỷ đâu rồi? Con ơi. Ê, đi ở ra nè. Chị ơi, có thể một điều nè, chuyện của bé Chi em sẽ lo được, tại vì em luôn coi anh và bé Chi là người trong gia đình. Ê, ê con, ê con chừng té đó. Nặng lắm đó con. Qua đây ngồi nè, qua đây. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người, dù người không thương ta hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ai quên ai, hãy cho nhau một lời, dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, hãy cố yêu thương đời, dù đời không thương ta hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ai không ai, hãy vững tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi hoài. Của tụi con xin gửi các tất cả các quý vị khán giả đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ xin cảm ơn quý vị đã có mặt tại lớp học của tụi con. Dạ đây là một lớp học diễn xuất, mà tụi con nói trước cái lớp học tụi con nghèo lắm, cho nên cảnh trí phục trang nó có hơi sơ sài, mong quý vị bỏ qua thông cảm cho tụi con nghe. Và các bạn vô chuẩn bị đạo cụ cho một tràng pháo tay thật to để cô giữ tinh thần được không ạ? Và bây giờ tiểu phẩm Đại Chiến Hai Con Yêu Tinh Xà xin được phép bắt đầu. Hãy vào quân tướng sĩ. Dạ. Yeah. Hãy bắt Dương Châm Họ. Dạ. Yeah. Vương quốc của chúng ta đã
đang bị hai con yêu tinh xào quấy nhiễu. Từ ngày chúng kéo tới, gây đến nhiều cảnh làm than. Nào là giật hụi, giật nợ, giật chồng. Ta suy nghĩ trong tương lai, chắc có lẽ chúng sẽ giật chút quán quân của ta. Hey, trong đầu ta rất là lo lắng, cho nên ngày hôm nay ta mở hội chiêu hội anh hùng. Ai có đủ tài năng, có đủ sức lực có thể chặt đầu hai con yêu tinh, ta sẽ thưởng lớn bốn con đây. Con là ai? Sương Tinh. Lao, trả lời tao biết tại sao Sơn Tinh mà bực nhạc Sơn Tùng. Sơn Tinh mở nhạc Sơn Tùng, đùng đùng khí phách rất là vui tai. Hả? Ngày rằm thì ráng ăn chay, tu tâm dưỡng tính mong mình quán quân. Để coi, để coi. Cố gắng, cố gắng. Vía ta là vía á quân, ta mà phụ diễn là mày giống tao. Quay đúng rồi, quay đúng rồi, quay. Tào Lao, xin lỗi, thần xin lỗi đức vua. Cái dạ. Gì, cái gì áo quần xích gà một chút. Dạ. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay kết quả cho dù có thế nào thì quan trọng vẫn là thần thái. Hay, đức vua thật là hay. Dạ thưa đức vua, ngày hôm nay thần đến đây để khỏi nói chặt đầu yêu tinh đúng không? Sao đức vua biết hay vậy? Gặp yêu tinh không chặt đầu, không lẽ đè ra gọi đầu. Ha, đức vua quả thật là bơ phẹt. Khỏi khen. Nếu ngươi đã quyết định chặt đầu yêu tinh thì đây, đây là cái kiếm thần tiên được chị Liên vợ anh Tống Hạo Nhiên múa chợ Kim Biên về. Cầm lấy chặt đầu yêu tinh đi hả? Dạ thưa đức vua. Khoan đã, còn con. Ôi, đúng rồi quá. Wow, sắc. Hôm nay ngày rằm tháng giêng, con xin chúc đức vua cùng toàn thể bà con cô bác một năm mới Tỵ Sửu dần mão, thịnh tỵ ngõ mùi, thân dậu tuất hợi. Thấy người ta cười không? Chúc cái gì tào lao vậy ba? Ý thần là tý là vạn sự như ý, Sửu là tài lộc đầy đủ, dân là sức khỏe rần rần, mẹo là không lo một lẹo, tức là trăm điều về nhất, hợi là thành công tân lợi. Hey, sĩ 12 con, sao chúc có 6 con vậy? 6 con chính giữa ở đâu? Dạ chúc nhiều nó bị trì. Hey, quả nhiên là một đứa trẻ tiết tấu nè con. Dạ. Vô đây tiết tấu không thì chưa đủ, con muốn tiêu diệt yêu tinh phải có tài năng cái gì đó gọi là. Con có cái gì không? Dạ tài năng của con là võ thuật. Võ gì? Giáng Long Thập Bát Chưởng. Thiền triển Giáng Long Thập Bát Chưởng cho ta xem nào. Dạ. Để coi võ công của nó cỡ nào. Ha! Dạ. Dạ. Trời ơi. Hằng ngày con bà lâu công chắc luôn. Dạ. Tào Lao, con nói thiệt cái đức vua nha, thằng này là lắm mướn, nó mua cái bình xịt nó xịt thôi. Tao chứ biết. Cỡ nó không bao giờ nó làm được cái chiêu mà gọi là Giáng Long Thập Bát Chưởng. Nó không làm được Giáng Long Thập Bát Chưởng. Dạ đúng. Ủa tại sao con biết? Đức vua đứng lên đây nè, con thể hiện cho đức vua coi. Nếu như là một người bình thường như con, khi sử dụng chiêu thức này, đức vua hãy dịch kỹ: Giáng Long Thập Bát Chưởng trái, thì con sẽ chưởng chúng ngay trung tâm là đối phương sẽ chết ngay. Còn đối với nó, bước qua đây chưởng lẹ lên. Cha. Hãy ngưng đó. Đây không phải là Giáng Long Thập Bát Chưởng mà là Giáng Long Dập Lạp Chưởng. Hả? Không, làm xuống đâu? Con mua để biếu đức vua. À? Làm xuống đây, làm xuống mua đây. Mua để biếu. Hên quá, Dương Quốc tới nay có cơm chiên Dương Châu ăn rồi. Dạ.
Kìa con. Dạ. Trưởng gì thì trưởng, trưởng ra cái làm xưởng cũng bình thường thôi mà. Đúng. Con không có tài năng thì con đi dễ đi. Dạ thưa đức vua, thần đến đây không phải một mình, thần đến đây có phụ huynh đi kèm. Được. Hả? Mời vô, ta có vài lời mắng vốn. Mời phụ huynh. Trời ơi, mùng 15 rồi mà còn chở sưng trên đầu. Con là ai vậy cô gái? Em xin tự giới thiệu, em là kiều nữ làng chài. Hả? Kiều nữ làng hài ngồi dưới đây mặc đồ đẹp. Kiều nữ làng chài trên đây mặc đồ như bà khùng vậy bà. Ủa mắc cười quá à. Châm ngôn sống của em, nhắm không đẹp nhất thì phải lạ hơn người, sợ diễn không cười thì phải làm khùng gấp 10 lần thiên hạ. Hay. Con à, quả nhiên là hay, nhưng mà vô đây làm khùng làm điên không được. Ở đây nãy giờ ai cũng biết là tới đây tiêu diệt yêu quái, có tài năng gì không? Ngài cứ yên tâm, mặc dù em không may mắn được quán quân hay á quân như ai kia, nhưng ở ngoài biển khơi xa, cá kình cá mập em còn bắt được, thì huống chi hai con thanh xà bạch xà làm sao thoát khỏi tay em. Trời lắm, cá kình mà mày không sợ, không lẽ con là một người can đảm không sợ gì sao? Thoại hơi dài dòng đó nha. Xin lỗi. Rồi. Bình tĩnh đi nhé, không sao cả. Ok con. Được rồi, đúng là kiều nữ ta không có gì phải sợ. Kiều nữ này chỉ sợ sai vào lý tình mà thôi. Ê, mấy... Khỏi lụm cái đó luôn. Khỏi lụm. Bây giờ đâu? Bây giờ cái đầu tao như cái ba lô luôn rồi nè. Thế bây giờ mày giữ vững vậy luôn đi chứ sao? Tào lao. Sơn tinh thủy tinh chứ đâu phải công dinh thủy tiên đâu mà xà nẹo xà nẹo. Bây giờ vô vấn đề chính nè. Dạ, đứt vô cái nói đi. Hãy cầm thanh kiếm gãy luôn rồi. Trời ơi, không sao. Cầm cái kiếm này không ai thấy nó gãy đâu. Dạ. Được, hãy cầm nó tiêu diệt yêu quái đi con ơi. Dạ. Khoan đã, thanh xà bát xà tới đây. Yêu quái tới rồi. Thôi thôi. Sơn. Khoan. Khoan đã. Ngưng đi, ngưng đi. Hai con yêu thanh xà bạch xà mà uống mỡ trăng hơi nhiều trơn trợt dữ vậy. Bọn ta chính là thanh xà bạch xà. Ngờ đêm trực tiếp mà dám muốn phản cảm như vậy. Quỳ xuống. Má, mình lấy sao má? Hả? Dạ, bọn ta tới đây để giao đấu. Được, muốn giao đấu thì mình giao chiến. Lên. Mày lên trước đi cho đỡ mỏi chân. Tao là vua, mày là lính, tao mày quýnh. Mày vua sao quân trước chứ? Mày quýnh trước. Tao nói sao mà mày đánh đó. Mày bị khùng á, mày nói sao bay vô đánh mày đó. Không, cái thằng luôn, nó đánh lại đánh vô. Tao nói là tao nói là gì mà ồ quá vậy? Trời đất ơi, cái tụi này nói hoài không nghe. Nói hoài không nghe. Nói hoài không nghe. Trời ơi. Thôi, một thằng dốc tập hợp. Dạ. Hey, trong răng trên tay có cái cây như
Đau quá thiệt á, ngồi băng cuối không bị thúi cũng bị đè. Trời ơi, đứng lên, chơi domino với thầy hả? Nghĩ làm sao vậy? Thầy nói thầy đi diễn, tụi con phải ở nhà tập bài để thi vào trường sân khấu chứ. Đứa nào biên đạo bài này? Dạ cô. Thầy thấy Du Dũng hài hước không? Thầy lên lên, bị đánh đi, bị đánh, bị đánh. Sao thầy đánh con vậy? Trời ơi con ơi, thi vào trường là phải thi bài đơn. Thi bài nhóm vậy sao mà đậu được? Có bài đơn không? Dạ có. Trả liền. Dạ. Thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi. Dạ. Con chuẩn bị. Có bài đâu, trả trả sung sung lên cho thầy coi đi. Hôm nay đứa nào không có bài, tự hiểu. Đó, trả sung sung lên cho thầy chứ để về con là thầy ơi. Đứa nào trả trước, trả liền đi. Thầy ơi, con trong cánh gà chuẩn bị đậu cụ cho con diễn trước nha thầy. Rồi, tiểu phẩm con xin được phép bắt đầu. Ông đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Ông cầm đồ biến ly. Đó, bà đuổi tôi đi. Người chưa muốn mắt bà, để cho bà vừa lòng. Trời ơi! Dạ hết. Ủa con diễn tiểu phẩm tên gì? Một lần vấp ngã. Trời đất ơi, nói rồi, ở nhà tập mà không đứng yên. Trời đất ơi, tự hiểu. Con dạy nó mấy lần rồi đó thầy, con chỉ muốn làm diễn viên phải diễn có cảm xúc bằng thế nào. Là mình diễn muốn diễn cái concept này á, mình phải có body và body language. Hai cái hợp lại làm cho tâm lý mình show deep, con mắt mình cry thì cái mình mới phi nịt. Con chỉ nó mấy lần mà nó không hiểu. What do you say? Con nói gì vậy? Con nói thầy không hiểu đâu, con diễn thầy mới hiểu. Làm đi con. Nó trả bài bậy bạ không mà. Sau đây con xin diễn một cái tiểu phẩm mà con lấy cảm hứng từ một bộ phim nổi tiếng ai cũng biết. Phim điện ảnh luôn hả? Bắt nhịp đi diễn. Hai ba. Dạ hết. Ủa con, tiểu phẩm tên gì vậy? Bỗng dưng muốn khóc. Đúng rồi đó. Trời đó là trời ơi. Ông còn tôi dạy. Bây giờ tôi dạy diễn xuất mà nó giỏi tiếng Anh quá. Trời ơi là trời. Mày diễn tao đi. Mày diễn tao luôn đi. Trời ơi, không biết thầy Minh Đạt hay Minh Nhí. Bây giờ không trả bài đơn, trả bài đôi cho thầy. Dạ. Mày bước ra đây. Bước ra đây. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao đi đường này. Tao đi đường này. Được. Đi. Dạ hết thầy. Trời ơi. Con, thầy kêu trả bài đôi. Dạ bài đôi đó thầy. Đôi gì? Đôi ngã chia ly. Rồi thi ba đứa. Thi ba người là ngã ba ông Tạ. Bốn đứa. Ngã tư Bảy Hiền. Thầy hỏi năm đứa đi. Ngã năm chục chó chứ gì. Dạ sai, Ngũ Lâm công chúa. Rồi. Thầy. Để con lập công. Thầy muốn chửi tụi nó đúng không? Ừ. Thầy già thầy chửi thầy mệt. Thầy làm để con lòng tiếng cho thầy đỡ mệt cho thầy. Rồi. Trời ơi, học trò của tôi, nó học lâu lắm rồi mà nó giỏi quá. Tự hào quá. Cầm lại đây. Cái tụi này không kiếp. Đó thiệt á. Bởi vậy mày không bao giờ mày hiểu được con người của thầy mà mày đặt làm học trò của thầy nữa. Thầy, con nói thiệt, bây giờ thầy để con gỡ lại giùm bạn con. Dạ, bây giờ thầy nói đi, con làm lại cho. Nói lòng tiếng cho thầy. Dạ. Trời ơi, mọi người coi, bốn đứa bên này coi đi. Mọi người ơi, nhìn cho kỹ, nhìn thẳng cho con người tôi nè. Chừng nào tôi hết bóng mà. Ê, thầy bóng chỗ nào? Cái lỗ mũi bóng dầu. Mày nói luôn chứ dầu gia đình mày tam tai hả? Dạ không phải, con có ý đó thầy ơi. Trời, cái tụi không phải thầy không hiểu à. Thầy ơi, thầy dừng cái nét đánh bại liệt đó đi thầy. Để, con đi con chuộc lỗi, con lòng tiếng lại cho thầy. Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời?
là trời. Mày nói câu thứ ba mày chết hả? Thì con tính đó, câu thứ ba thầy ngắt ngang rồi, làm lại nó thêm câu khác cho. Nói câu thứ ba luôn. Trời ơi là trời, tụi bay làm cái gì vậy trời? Tao mệt quá rồi, không chửi nữa đâu trời. Trời đất ơi thằng này thiệt á. Cái tuổi này không. Trời đó. Xí Phan, Xí Phan, làm lần thôi, làm nhiều quá nữa chết khó đặt hòm tướng này lắm nghe. Trời ơi, đất ơi, đất ơi, hổ quá trời hổ mà. Dạ thầy, con xuống bông anh trả bài. Con nữa. Thôi đi. Bây giờ có bài đàng hoàng thì hãy trả, chứ trả tào lao như vậy thầy không chịu đâu. Thầy ơi thầy, con đại diện tất cả các bạn đây xin lỗi thầy nha thầy. Tại vì á Tết vô á công việc anh em tụi con nhiều quá, dí tỉnh lên không mà phải ráng đi làm mà tăng ca á thầy, cho nên không có thời gian tập bài. Ráng lắm á, sáng giờ gồng còng trả được mấy cái này, con biết làm thầy buồn, xin lỗi thầy nhiều lắm. Dạ. Thầy đây, hai ba ngày nữa ha. Dạ, hai ba ngày đúng nữa. Rồi, thầy, đúng ráng rồi. Tập đúng một rồi. Cái bài thật là tốt, thật là trọn nghĩa. Dạ. Trả cho thầy. Dạ. Để thầy vừa lòng. Tập nghiêm túc, con. Dạ. Thầy vô trường sân khấu cho thầy coi nha thầy. Dạ, dạ, dạ. Thầy hiểu hoàn cảnh của từng đứa, nhưng mà phải ráng, trả bài là phải trả bài đàng hoàng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. 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 Dạ cái gì mà dạ? Hả? Ông Đặng. Ôi ơi ông Đặng đấy. Dạ. Cái gì vậy hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi cho ông mướn cái nhà này là để ở, chứ không phải để dạy học. Đã vậy có 3 tháng tiền nhà để tôi đưa qua tôi đòi hoài vậy ông Đặng hả? Dạ anh thông cảm giùm cho, tháng này tôi không có show nên là không có tiền, thông cảm. Không có tiền, ông Đặng không có tiền. Không có tiền mà dạy học tôi đó hả? Hả? Chú, thầy dạy tụi con không có lấy tiền. Dạ. Đúng rồi đó chú. Vậy anh em tụi con dưới quê sinh viên nghèo lên đây không à. Đam mê học diễn xuất mà không tiền đi học. Thầy kéo về thầy dạy thì không lấy tiền đứa nào hết trơn á. Dạ đúng. Dạ. Rồi chú. Dạ. Cái gì? Đam mê diễn xuất hả? Dạ. Là diễn viên hả? Dạ, dạ. Rồi. Ôi trời ơi, mấy cái mặt này mà làm diễn viên cái gì? Diễn viên ít nhất là phải đẹp. Không đẹp thì phải giỏi, phải duyên. Mà muốn giỏi muốn duyên phải học thầy giỏi, thầy nổi tiếng. Chứ ai đâu mà học ông thầy này. Chú. Cái gì? Chú ấy nói đúng. Đó, tao nói đúng mà. Đây, 3 tháng tiền nhà đâu lẹ lên. Chú ơi, 3 tháng tiền nhà là nhiêu vậy chú? 9 triệu. 9 triệu tụi con có mà. Tụi con có hết chú ơi. Đứa nào đưa tiền, thầy đuổi học đứa đó. Đứa nào không đưa tiền, tao đuổi ông ra ngoài. Tôi sẽ ra ngoài. Muốn ra ngoài đưa 9 triệu đây. Thầy ơi, thầy ơi, con xin thầy. Thầy đàn ơi, tụi con không có chỗ học cũng được. Nhưng mà quan trọng thầy phải có chỗ ở. Số tiền này không có nhiêu đâu, tụi con lo được. Ờ đó, phải vậy không? Đây nè. Ồ 90 ngàn hả? Mày nhớ mà hả? Hồi nãy 9 triệu mà đưa 90 ngàn. Nãy nói rồi, số tiền không có nhiêu đâu lo được mà. Mày thôi nè, giữ lại hết đi. Ê, nhưng mà tôi hứa với anh, tuần sau là có người kêu tôi đi phim. Lúc đó có tiền tôi sẽ gửi lại cho anh. Ôi thôi được rồi. Tôi cho ông một tuần nữa thôi nha. Còn bây giờ á, đuổi tôi nói về hết giùm tôi. Tối rồi để cho tôi ngủ ồn ào quá. Không đuổi được có trách tôi nghe chưa? Dạ cảm ơn. Bực mình nè. Thầy ông đòi không sao, không sao, không sao. Cứ ở lại tập đi. Nói vậy chứ ông tốt lắm. Dạ. Ủa sao cúp điện rồi? Tối gì lại lại rồi thầy? Nè nè nè, khu của thầy hay cúp điện lắm. Xíu có lại liền à. Dạ. Tôi cúp đó. Nè, chừng nào tôi nói vậy hết tôi mở lại. Nghe chưa? Lần nào cũng vậy ồn ào. Không giúp được gì chứ à. Thầy ơi, không mấy tụi con về. Dạ đúng rồi. Một bữa khác qua tập nha thầy. Dạ. Cứ ở lại tập. Tập được ngày nào hay ngày đó. Thầy sợ thầy không có tiền trả tiền nhà. Nhưng mà tôi không tập được. Rồi đó thầy. Đốt đèn cày lên tập. Cho
con. Dạ. Dạ. Thầy chỉ mong là thầy sẽ cố gắng hết sức để đứa nào cũng sẽ được đậu vào trong trường sân khấu. Lúc đó tụi con sẽ được học nhiều thầy cô, anh chị nghệ sĩ giỏi hơn thầy. Thầy ơi, con xin thầy, thầy đừng nói vậy. Nửa chữ cũng là thầy mà một chữ cũng là thầy. Tụi con cảm ơn thầy. Vì điều gì? Vì thầy đã là người truyền lửa cho tụi con. Nè, bữa giờ có thấy thằng Quỳnh Lý không? Con không biết. Quỳnh không à, con nhắc nó đi làm với thầy. Dạ. Có điện rồi. Có điện rồi. Có điện. Con là thầy. Phải Quỳnh chứ? Ủa Quỳnh. Thầy. Thầy mai mốt á thì đừng có lo nữa nha. Con trả tiền nhà 3 tháng cho thầy rồi. Với lại á, anh em cứ tập thoải mái đi. Hồi nãy con có đưa tiền cho ông chủ nhà, cho anh em mình tập. Đây, cam với sữa, thầy giữ lại uống nha. Ăn uống bồi bổ vô, giờ này con thấy thầy xanh lắm rồi đó. 11 giờ khuya rồi còn thức chi nữa. Giờ vô ngủ đi. Tí nữa anh em tụi con tập xong rồi con đóng cửa nhà cho thầy nha. Đúng rồi thầy. Dạ, qua đâu đâu thầy vô. Rồi. Thầy vô ngủ ngon nha thầy. Dạ. Từ từ. Thằng Quỷ. Trời đất ơi, hôm nay nghỉ học một tuần lễ trốn đi chơi mày. Biết chắc bữa giờ đi làm nhiều show lắm không mày? Ê, nhớ ăn uống đầy đủ nha. Quá trời. Mày thấy mọi người quan tâm mày không? Sao trả lời? Làm gì mặt buồn buồn hoài vậy? Vụ gì vậy? Nào ông hiếp mày hả? Thầy bị gì? Thầy nói coi ai hiếp hả? Chuyện gì? Thầy bị bệnh nặng lắm, tụi mày có biết không? Ủa? Nói gì vậy? Ủa, tao thấy thầy bình thường mà. Thầy có một khối u ngay phổi. Nếu như mà không chữa trị kịp thời, rất có thể thầy sẽ chết. Thôi. Giờ phải làm sao? Quỳnh, ai khoan. Ai nói mày biết chuyện này? Bác sĩ điều trị cho thầy là người quen của tao. Nhưng giờ làm sao? Sao mà chữa trị? Bây giờ chữa trị nhiêu tiền? Cần khoảng 100 triệu để mổ gấp cho thầy. 100 triệu ở đâu ra? 100 triệu ở đâu ra? Trời ơi, em thầy nghe bây giờ. Nó nhỏ tôi tự tin. Dũng, mày dắt tao đi cầm xe đi. Ê, khoan đã. Hiểu đi. Cái gì vậy? Cầm cái đồng hồ tao cầm chút xíu nữa. Đi cầm đi, tao qua nhà bạn tao mượn thêm nữa mày. Không có đủ đâu, để tao mượn thêm. Không, tiền lương tao mới lãnh tháng này nè. Mày mình giữ đi. Để tao đi mượn thêm mấy đứa bạn của tao nữa. Ai có bao nhiêu thì đưa lẹ lên đi. Không có đủ đâu, tao đi dây tiền nóng. Mày đi à? Dây tiền nóng tiền đâu cả. Im. Mày điên hả? Cái chuyện này tụi bay khỏi có lo, để tao lo. Quên. Ê, nó nói về tiền đâu lo? 100 triệu ở đâu ra nó có? Thằng Quỷ để làm quần chúng làm cách ở đỡ làm như làm nội ta vậy lo. Chạy cho nó đi rồi biết. Quên. Tụi bay nhớ nhất định phải bảo vệ kỹ số tiền này. Mày lại, tao muốn lấy tiền. Lên. Giỏi lắm. Mọi người, vô xếp hết quay cảnh tiếp theo, cảnh nguy hiểm nha. Lẹ lên, nhanh lên. Nè Quỳnh, em có suy nghĩ kỹ về cái chuyện mà thực hiện phong nguy hiểm đó chưa? Dạ kỹ, anh Nghĩa. Em chắc chắn sẽ làm được. Anh phải tin em nha. Làm được nha. Dạ. Ừ. Anh ơi. Anh tin ở em đó. Anh ơi. Hả? Còn cái chuyện hôm bữa. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Sau khi em thực hiện xong cao nguy hiểm này, anh sẽ chuyển thẳng vào tài khoản em 100 triệu. Được vậy thì em cảm ơn Nghĩa. Cảm ơn Nghĩa nhiều nha. Xứng đáng với công sức của em mà. Nè mọi người, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Nhảy từ lầu 10 nhảy xuống nha. Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra ở đây. Nghe chưa? Quên. Mày điên hả? Mày đã kêu mày nhảy cho từ lầu 10 xuống mày không nhảy nữa. Tụi bay, đây là cách duy nhất để tao kiếm tiền. Nhưng mà cách này là mày bán mạng mày đó. Mày phải coi trọng mạng của mày cái Quên.
Tụi bay bị khùng hả? Nhảy cái này rất là đơn giản, chỉ đứng trên chển rồi nhảy xuống là được thôi. Đơn giản cái gì? 3 năm trước mày làm cách ở đâu mà nhảy từ lầu 6 xuống mà bị đa chấn thương, mày nhớ không? Trên mảnh đất này mày không gia đình, không người thân, duy nhất một mình thầy lo cho mày thôi. Bây giờ mày nhảy từ lầu 10 xuống, thầy già rồi sao thầy lo cho mày? Chính vì vậy bây giờ tao phải lo lại cho thầy. Đó là trách nhiệm của tao. Tụi bay phải tin tao, chắc chắn tao làm được. Không được. Ở đây đi, 5 phút sau tao đáp xuống một cái, anh em mình đi ăn, xong rồi đem về chữa bệnh cho thầy. Tụi bay phải tin tao, tao làm được. Nè, mấy cậu kia làm gì vậy? Cái chỗ hiện trường tao đang quay mà, đi ra. Mọi người chuẩn bị kỹ nha. Mày làm cái gì đi? Mày làm cái gì gọi điện nữa? Tao gọi cho thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thằng Quỳnh nó đây, nó đi ra ngoài, nó đi làm, người ta kêu nó nhảy từ lầu 10 xuống, nó cũng nhảy nữa. Bây giờ anh em tụi con nó hết lời, nó có nghe hả thầy ơi? Thầy lại nói chuyện với nó đi thầy. Nó đang ở đâu? Nó ở cái cầu ốc bảo quan gần nhà thầy đó thầy, chỗ nó quay phim nhiều lắm. Thầy chạy cho nó liền. Liền cho em. Em giỏi lắm, em giỏi lắm. Cảm ơn anh. Mấy anh Điện, khóc
gì vậy? Mày vậy? Tao nói tao làm được. Là tao làm được, thấy không? Phải vui lên. Vui lên. Vui lên vì mình có tiền chữa bệnh với thầy rồi, phải vui lên chứ. Vui lên. Lại đây. Thầy ơi, thầy ơi. Im. Tại sao con gái con thứ nhất không nghĩ cho mình? Thầy già rồi, sống nay chết mai mà. Thầy ơi, thầy đừng làm vậy mà. Thầy ơi, cách đây 3 năm, nếu như mà không có thầy là không có con đâu thầy. Không giờ thầy giúp là con đã chết rồi. Đối với con, thầy không chỉ là một người thầy, mà thầy còn là một người cha. Mà con không muốn mất cha mình đâu thầy ơi. Nhiều cái thú vị lắm, món ăn ngon này nha, phục vụ thì đẹp, từ đứa phục vụ tới bà chủ cũng đẹp luôn, bé Lệ đẹp, bé Lệ biết mà. Đây con bé mannequin đây. Dạ. Sao kỳ vậy con? Má khách đồng phục cho cả đám múa, mặc con mặc đồ lạc lòi vậy? Má này, con là con của má, con phải mặc đồ nổi hơn ta chứ. Ủa, má chỉ mặc đồ nổi không? Nghi lắm mà. Lúc này á quen thằng Hậu, mày đặt xí xa xí xòn hẹn hò, máu dài áo cưới đồ. Má này, con thương anh Hậu thiệt mà. Lại đây, má nói cho nghe. Mẹ thương bao con thân gái đục trong. Tăng 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 tăng. Mai kia một nọ còn đi lấy chồng. Tăng 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 tăng. Nè, má cực khổ nuôi con từ nhỏ tới lớn, nghe lời má nghe không? Dạ. Đi vô đi, lát chừng nào có khách mới á, má kêu. Dạ, thưa má con vô. Trời, thấy gớm không nè. Dạ, mọi người kêu món ăn đi, dạ, dạ nè. Khách ơi, vào quán Bé Lệ đi nè. Bé Lệ, tại sao khai trương quán mà không mời tôi? Ai vậy? Hải Hùng Bolero nè. Tay ghét quá hả? Ủa, mấy chục năm mới gặp luôn á. Nhớ, bạn nhớ lắm luôn á. Bố. Đường nước làm tới hả? Thầy gớm thiệt cái trời ơi. Đi đâu bao nhiêu năm nay mà giờ mới về với tôi vậy? Tôi lên Sài Gòn, tôi đi hát, tôi kiếm anh Phong. Anh Phong? Kiếm hoài, kiếm được. Đừng có nhắc tới con người phụ bạc đó nha, nha. Người đàn ông phụ bạc, bà nhớ không? Chị cùng yêu một thằng cha tên Phong đó nha. Mà chị em mình á, tình cảm tan vỡ. Đi lên Sài Gòn cưới vợ có con hết rồi, đừng có nhớ tới người ta nữa. Ủa mà nè, giờ này sao rồi? Thì nè, nhìn kỹ đi. Đó, lúc mà bà lên Sài Gòn rồi đó, tôi đi hát có mình nên nè, đám nào cũng hát hết trơn á, dành dụm tiền bạc làm nên quán Bé Lệ này nè. Ồ vậy hả? Dành dụm tiền bạc làm quán nhậu hả? Sao không dành dụm tiền bạc sửa đây răng cho bớt hô đi. Để
cũng tỉnh sữa rồi. Mà nghĩ lại để hàm răng chống ma binh cô hồn. Trời ơi, dữ gì trời. Dữ lâu gì? Ngày gặp lại những xéo sắc như xưa. Xéo sắc gì? Con người con ngợm không? Không học gì mà bỏ tiền học lời ăn tiếng nói đi. Đút cái chữ vô não giùm cái. Lo diện đồ. Thôi trời ơi, cái đèn giao thông biết đây gây chuyện. Ủa, sai tôi là vậy? Sao kỳ vậy? Bớt tỉa xói nhau lại. Tôi hết xéo sắc rồi, mềm mại là rồi. Chi vậy? Muốn lấy chồng rồi. Ờ. Ai lấy? Kệ tôi, mắc cười quá à. Thôi nè, biết sao không? Về này, có quán rồi, có nhà có cửa rồi. Về ở với tôi. Đời cho em mình khổ lắm. Về già đó, đâu có ai đâu mà lo. Đúng không rồi. Có chỗ nương tựa. Đúng rồi. Tôi tự xây cái quán nè, để yên phận cuối cuộc đời của mình. Ê, vậy bà cho tôi phụ bà đi. Ở đây với tôi luôn nha, hứa không có đi nữa nha. Hứa mà. À, cái gì bên đây? Vô đá. Ăn cái gì? Vô đá. Ôi, trời đất rồi, ơi. Đá à, bà hãy đứng lại coi. Trời đất ơi, hai đứa này sao gì lớn là mà không biết suy nghĩ gì trời. Da u đá bây giờ ăn ghê lắm, bị ung thư đó. Ủa vậy? Cái gì? Hả? Gì? Ung thư gì bậy bạ vậy? Da u đá tôi tự mua sữa, mua đường tôi pha, đút vào tủ lạnh đó. Rồi bà mua đường, mua sữa ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư đó. Đi về đi, đừng có ăn, đi đi. Dạ, ăn trên tôi hủ tiếu sườn. Ăn mà không biết suy nghĩ gì, ăn ba cái đó là ung thư chết. Ung thư cái gì? Hủ tiếu sườn nha, sườn heo, tôi tự tay tôi hầm xương đó. Chưa kể con heo tôi tự tay nuôi lớn luôn. Trời ơi, ung thư gì đây trơn á. Trời ơi, bà ghen quá. Ghen gì? Rồi cộng hủ tiếu mà mua ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư luôn đó. Ung thư luôn hả? Đi về đi mấy đứa ơi. Ghê quá. Anh nói giỡn á. Đi về đi. Ê, tính ra tôi hay quá. Thôi. Tôi hay thiệt á, tôi vừa vô tôi hải hùng kia tôi giúp quán. Cái quán đang đông vui tự nhiên vắng hoe hết luôn. Cái gì vậy? Hơi nhanh đó. Rồi đó, nhạc sĩ Trường Sơn lên. Tôi hải hùng với hải hùng luôn đó. Sao tự nhiên chửi tôi? Hải Hùng bây giờ muốn sao? Muốn là tưng bừng khai trương lặng lẽ đóng cửa phải không? Hả? Bữa nay là ngày khai trương này của cô Lệ nè. Làm vậy là chết rồi. Chết rồi, biết không ở đây? Ai gì? Buồn quá Sơn ơi. Cô Lệ nè, tôi thông cảm cho cô. Ừ. Khai trương mà gặp quỷ này là chết rồi. Bữa trước ông Sáu á, bác cháu dịch nghe, mới khai trương hôm qua ủng hộ cái bán 3 ngày đầu khách đông, ngày thứ tư bán luôn cái quán. Đó. Ở đây đi. Bây giờ nào bữa nay tôi bán thân luôn không? Dễ lắm. Nhưng mà tôi bây giờ biết sao không? Tôi ủng hộ cô, tôi dắt bạn gái tôi ghé đây rồi. Đúng rồi. Đó. Im nha nè. Em ơi. Im nha. Ghé đây. Dặn im hay chưa? Biết rồi. Đây. Mày tâm đi. Mẹ. Quán của cô Lệ. Em ghé đây đi. Ê chào đó, chị. Ê chào chị. Bữa nay ghé quán của Lệ ủng hộ đi, mới khai trương phải không? Nè. Ở đây tiếp khách nha không? Biết rồi. Vô trọng chuẩn bị đặt order báo cho em. Ê nó nghe đó nghe. Cấm ung thư ung thiết. Đồ ở đây là đồ ngon. Dạ. Đồ ở đây cô Lệ làm ăn gì? Im coi đồ uy tín lắm, ăn một viên không? Ăn 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 em ăn. Không, em ăn cái gì cũng được. Ăn cái gì? Từ từ đi. Mày chĩa một cái tao quánh mày chết luôn đó. Em ăn cái gì cũng được. Cho vô đi, không có kêu muốn ăn giống như ăn thịt nhau vậy. Muốn ăn thịt tao ăn thịt tôi nè. À, thịt lay bóng sao? Đi. Bây giờ ăn gì? Hai tô hủ tiếu. Trời ơi trời. Nè tôi nói nghe nè, mấy người này nên bỏ đi. Đừng bao giờ quen. Sao hả chị? Hai người sắp về sống chung một nhà với nhau rồi đúng không? Dạ dạ. Vậy dạ. Mà kêu hai tô hủ tiếu phân biệt vậy. Ăn sợ động môi động đũa sợ lây bệnh hả? Bỏ đi. Trời đất ơi, bây giờ hai người vô kêu hai tô là đúng rồi chứ còn gì nữa. Trời ơi, em không ngờ con người anh. Anh thì ra anh kỳ thị em đúng không? Anh sợ đụng muỗng đụng đũa với em chứ gì? Không phải, ý của anh không phải là vậy. Chứ sao? Tôi cho một tô đi. Ôi trời ơi, trời ơi, quen nhau mà kêu kiệt ăn có một tô. Trời ơi, đại gia kỳ vậy. Trời ơi. Trời ơi. Thì ra tôi bỏ đi. Thì ra con người anh tính toán chia ly với bạn gái như vậy. Anh kêu kỳ quá, tôi chia tay anh á. Không có phải. Trời ơi, bà nói giùm tôi một tiếng đi. Thôi được rồi, gái ơi gái, thì cái mới có là trọt chút xíu thôi mà banh nhà banh cửa rồi. Tôi giỡn đó. Thật sự ra tôi vô tôi nhìn cái tướng này tôi thấy là nhân tướng là rất là tốt. Bà còn biết coi bói luôn. Biết coi bói. Coi tôi khỏe rồi. Bây giờ coi bói mà coi bằng cái gì nè? Bây giờ tôi coi bằng bolero. Bolero. Ừ. Rồi. Đây. Giờ hát tôi, đi, tôi giờ bói tôi giờ. Hát một bài nghe. Chỉ cần hát một bài thôi tôi nói cuộc đời của ông luôn. Rồi, đoán đàng hoàng nghe. Rồi, hát đi. Đời tôi đẹp trai nên đi đâu hay không quá. Ra ngoài. Hay lắm. Vì tôi đẹp trai nên bao cô nó cứ theo hoài. Hay quá. Vì tôi đẹp trai nên tôi không cần hát hay. Tôi không mà cần có tài mà tiền xài tôi có lai rai. Thôi được rồi, đoán rồi được rồi. Hát cái bài mà đẹp trai, thường thường đẹp trai là cuộc đời đó là dạ. Khuôn mặt đó là khuôn mặt hai mặt. Tại thường thường đẹp trai là có rất nhiều người cua, rất nhiều người yêu, hiểu không? Có nghĩa là nay yêu người này, mai yêu người nọ, mốt kia yêu người kia. Đúng không? Bởi vì người xưa người ta có câu nè: họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân chi diện, bức chi tâm.
Quả hổ, quả bì năng, quả cốt là gì? Đừng hỏi mấy câu đó tôi không có biết đâu. Vậy còn tri nhân, tri diễn, bất tri tâm? Cái đó tôi biết. Có nghĩa là biết, biết người, biết mặt mà không biết lòng đúng không? Ôi trời ơi, giải thích kiểu đó ra ngoài đường người ta cười vô mặt. Nhưng sao? Giải thích cái kiểu gì mà kỳ cục? Có nghĩa là này, tri nhân, tri diện, bất tri tâm là gì? Nghe rồi học hỏi mới mốt ra giải thích cho người khác nghe chưa? Ừ. Chi là gì? Chi là gì biết không? Là biết. Chi là biết, nhân là người, diện là có người biết ăn diện, bất là không, tâm là tâm xỉa răng. Câu đó có nghĩa là người biết ăn diện thường không dùng tâm xỉa răng. Có nghe chưa? Vậy là cuối cùng là tôi sao? Nói chung là con người này sợ Khanh lắm, bỏ đi, đừng bao giờ đeo với con người này nữa. Bỏ đi. Thì ra bấy lâu nay anh là con người sợ Khanh như vậy. Tôi không biết, tôi chia tay anh, chia tay đi. Không phải, em tự bà đó nghe. Bà gì em bị chửi luôn. Bà tôi đó. Vừa vô xài xể tử chú làm chi? Sao rồi nè, bà ăn. Ôi, đi đâu hết rồi? Không ấy, bà cầm sổ đổ bà sang quán đi, cho bà kêu tôi về là một thiệt hò lớn với bà đó. Tôi quá sợ cái xóm này. Trời ơi, kỳ quá ha. Cách đi hết là tiền vô nó bù lại. Thôi đừng có buồn nữa. Má ơi, giúp con với. Ủa, tím Mãi Hùng mới tới hả? Má ơi, giúp con với má ơi. Tím Mãi Hùng, tím sao tím tới đây vậy? Má ơi, má giúp con với má ơi, nguy hiểm lắm rồi. Mày cho tao trả lời chứ không. Giúp chuyện gì? Bây giờ á, má làm má, còn tím Mãi Hùng làm ba nha. Gì vậy bà? Những ba má gì đây? Vụ dạ. Gì? Vụ gì là ba là má? Ba của anh Hậu hôm nay lên coi mắt của con. Sao giờ mới nói? Sáng giờ lo khai trương quên mất tiêu nè. Vậy? Sao mệt quá đi ba má gì đây? Bây giờ, giúp thôi được rồi đi. Thôi được rồi, để thím ba làm ba cho. Dạ. Nhưng mà thím bây giờ đâu có đồ đâu mà mặc mà làm đàn ông. Dạ đồ nè thím. Trời nó canh luôn á, nó làm như là nó muốn tôi làm đàn ông trở lại đó. Thôi giúp con gái mình mà hiểu không? Đi đi đi, đi vô đi, thay đồ. Đi hai nè. Đi vô thay đồ nhanh đi thím. Trời ơi, thiệt khổ ghê đó. Trời ơi, mày vô lẹ lên coi. Lẹ lên, cái thằng quỷ này. Đi qua cái cây cầu vườn qua cũng không được nữa, mày đặt đi cưới vợ. Tí ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Từ từ cái gì, người lớn nó không có cãi ok. Con chưa nói gì hết luôn á. Mày chưa nói hả? À? Vậy tao sai ok. Ok. Bây giờ mày tới nhà con bạn gái mày chưa? Hình như là ở đây đó tía. Lan ơi. Dạ. Ủa, anh Hậu. Lan. Dạ, con chào bác. Để con mời ba má con ra. Ok. Ba má ơi, ba của anh Hậu tới rồi nè. Và bây giờ là họ nhà gái. Má tôi tên là Nguyễn Thị Bé Lệ. Năm nay, má tôi vừa tròn 52 tuổi. Và tiếp theo là sự xuất hiện của người thứ hai, là ba của tôi. Đúng rồi. Ba tôi tên là Quỳnh Hải Hùng. Ba của tôi năm nay vừa tròn 59 tuổi. À chà, bên nhà gái giới thiệu hoành tráng quá ha. À, ba mẹ con đây đó hả? À, chào ông anh. Cái gì? Đẹp quá. À, cái gì vậy? Ông nó đẹp quá, đẹp quá. À, chào ông anh. Tôi, tên Phong, quê ở Vĩnh Long. Nhà cạnh một dòng sông, ngày xưa có hai người đàn ông muốn lấy tôi làm chồng. Nhưng tôi đã phụ lòng, bỏ mặt dòng sông, quyết sống cuộc sống lông bông, bây giờ tôi đã thỏa lòng. Xong, tôi đã nói xong. Quốc ngựa chi phong. Hải Hùng. Bé Lệ. Đi đâu đấy? Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Em ơi. 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 Em ơi, suốt đêm thao thức vì em. Vì lời ta từ lúc anh ra về. Giang ra đi. Con này có đẹp mang. Cướp bồ. Ê, hai người làm gì vậy? Anh không hẹn ra đây. Rồi sao đối xử với em vậy? Tại sao vậy? Tại sao đối xử với em vậy khi hẹn em ra đây? Vậy mà cũng dấp. Ừ. Dài quá. Thôi bây giờ em về trước đi. Rồi xíu anh ra anh gặp em nha. Thật sự là tôi có hẹn hai người ra đây. Tôi muốn nói với hai người, thật sự là
Tôi biết hai người thương tôi. Tôi cũng thương hai người như anh em. Sở dĩ tôi hẹn hai người ra đây là tôi muốn nói, tôi muốn tạm biệt. Tôi phải lên Sài Gòn, tôi lấy vợ, rồi chắc tôi ở trên đó luôn, tôi lập nghiệp. Anh Phong bỏ tụi em hả? Anh bỏ tụi em đi luôn anh Phong. Tôi xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Anh Phong. Anh Phong. Em anh Phong. Phong. Em thương anh Phong. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn yêu đừng nhìn. Ông đã nhớ chưa? Ông cho cha quên nắng râu rồi nè. Tôi không gả con gái tôi cho ông đâu. Đi về đi. Về đi. Tự nhiên đi. Gả con gái của ông cho tôi làm chi? Tôi nói gì kệ tôi đi. Tôi đâu có nhu cầu lấy vợ. Ai biết được. Người ta đuổi về cái ok đi về ok. Ba à, nhưng mà con yêu Lan thật lòng mà ba, không có về được đâu ba. Má, từ nhỏ đến lớn á, cái gì má cũng cưng chiều con hết. Để bây giờ con lớn lên, con có tình yêu rồi má ngăn cản con. Vậy từ nhỏ má nhận nuôi con làm chi? Má không thương con hả má? Má! Dì ba! Dì bó tay rồi con à? Lan con, bác là bác chịu gả hậu cho con rồi đó. Nhưng mà để bác nói chuyện với hai bà, thì hai bà không chịu thì một năm, hai năm, rồi ba năm, rồi không ấy đợi tới 10 năm mấy bả chết rồi đi về lúc... thì đúng thôi, thì lúc đó mày tự do, mày muốn cưới ai mày cưới. Không có được đâu, đợi tới lúc đó anh Hậu ở thay lòng đổi dạ, anh không còn yêu con nữa làm sao. Em nói gì vậy Lan? Anh yêu em thật lòng mà. Ok. Ok Lan, ok rồi, hai người có ok không? Ông có chấp nhận nhiễm truyền thống ok không? Tôi giận lắm đó. Tôi cũng vậy. Tôi giận lắm á. Tôi gặp ông tôi giận lắm biết không? Tao nóng lắm rồi. Thôi mà. Đừng giận nữa. Tôi biết á, là ngày xưa tôi có lỗi. Tôi phụ tình hai bà để cho tụi mình không đến được với nhau. Thì bây giờ để cho tụi nhỏ đến với nhau đi, rồi tụi mình về chung một nhà. Hả? Một... làm xui. Xui. Vậy là đồng ý không ba má? Ok, okay. Yes. Yeah. Đưa đến nhau đi.